Chúng ta cùng thầy vào phần định nghĩa, được chưa nhỉ? Định nghĩa phần điện phân, em ghi thầy hai chấm. Điện phân là quá trình oxy hóa khử, được chưa? Em ghi thấy là quá trình oxy hóa khử. Quá trình oxy hóa khử. Nó giống như cái phần pin điện hôm trước ta học ấy, thì pin điện cũng là quá trình oxy hóa khử, điện phân cũng là quá trình oxy hóa khử, nhưng mà xảy ra, ghi đi, xảy ra trên bề mặt các điện cực. Bề mặt các điện cực. Xảy ra trên bề mặt các điện cực. Khi có dòng điện một chiều, khi có dòng điện một chiều. Khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện ly. Chất điện ly. Nóng chảy hoặc trong dung dịch, hoặc trong dung dịch. Thầy đọc lại nhé. Định nghĩa: điện phân là quá trình oxy hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện ly nóng chảy hoặc trong dung dịch. Đấy, thì chúng ta ghi lại thầy cái định nghĩa đi. Nào, định nghĩa: điện phân là quá trình oxy hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện ly nóng chảy hoặc là trong dung dịch. Vậy thì khi chúng ta đọc tên về cái đọc về cái phần định nghĩa này là chúng ta đã biết có hai loại điện phân là điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch. Được chưa? Đấy là cái phần đầu tiên là định nghĩa. Em ghi cho thầy mục 25 mã. 25 mã. Là thầy sẽ dạy khác đề mục trong sách giáo khoa một chút, chúng ta sẽ ghi thầy là điện phân nóng chảy. Điện phân nóng chảy. 25 mã, chúng ta ghi thầy điện phân nóng chảy. Điện phân nóng chảy, được chưa? Chúng ta hình dung thế này này, điện phân nóng chảy có nghĩa là cái chất mà mình điện phân ấy thì nó ở trạng thái nóng chảy, có nghĩa là không có nước. Được chưa? Nó không có nước. Chúng ta cắm điện vào đó thì hiểu là cái năng lượng điện nó sẽ phân tách cái chất này đang ở thể rắn, nó chảy ra và sau đó nó sẽ chuyển hóa thành các cái sản phẩm của nó. Thì người ta gọi đấy là điện phân nóng chảy. Trong điện phân nóng chảy này không có nước nhé. Vậy thì chúng ta cũng có hai cái điện cực. Thứ nhất, em cứ ghi thầy cơ chế nhé, là cathode. Cathode của chúng ta nó là cực âm. Đấy. Ở đây thầy phải nói luôn các bạn, đó là cái phần điện phân với phần pin ấy thì nó ngược nhau với tên điện cực. Các em lưu ý cho thầy là trong pin hôm trước ta học ấy thì cathode nó lại là cực dương. Còn anode là cực âm. Được chưa? Cathode là cực dương, anode cực âm. Nhưng trong bình điện phân thì ngược lại, cathode là cực âm, anode là cực dương. Thế bây giờ cái tên điện cực này nó đặt cho quá trình xảy ra em ạ. Cathode thì nó xảy ra quá trình khử, còn anode nó xảy ra quá trình oxy hóa, được chưa? Hoặc là chúng ta có thể nhớ một cách máy móc ấy, là điện phân thì nó tiêu thụ dòng điện, còn pin thì nó sinh ra điện, pin nó sinh ra điện, còn điện phân là tiêu thụ dòng điện, hai cái ngược nhau, được chưa? Nên là chúng ta phải thật sự cẩn thận, không vào bài thi để chúng ta hay bị lẫn tên điện cực đấy. Thầy đọc lại nhé, cathode là cực âm thì em ghi thầy hai chấm là xảy ra quá trình khử. Xảy ra quá trình khử. Quá trình khử. Được chưa? Xảy ra quá trình khử. Ví dụ là nó sẽ khử Na cộng về Na. Thì bây giờ quá trình khử là quá trình làm giảm số oxy hóa. Thì lúc này là Na cộng sẽ nhận 1 E để về Na. Hoặc là chúng ta có canxium 2 cộng nhận 2 E về Ca. Hoặc thậm chí sau này người ta điện phân nóng chảy oxide của nhôm thì nó sẽ có là Al3 cộng nhận 3E để về Al, vân vân. Thì chúng ta còn nhiều quá trình nữa. Thì chúng ta ghi thầy là tại cathode là xảy ra quá trình khử. Được chưa? Sau này chúng ta cứ nhớ là cathode là khử. Kể cả trong pin thế, trong pin cathode nó cũng khử. Được chưa? Đấy là tại cathode. Em ghi thầy mục B nhỏ là anode. Anode của mình nó là cực dương. Thì em ghi thầy là xảy ra quá trình oxy hóa. Xảy ra quá trình oxy hóa. Xảy ra quá trình oxy hóa. Cứ ghi đi. Bây giờ chúng ta có thể chưa hiểu, đến lúc làm bài tập ta thấy nó rất là dễ. Được chưa?
xảy ra quá trình oxy hóa. Thì ở đây nó oxy hóa gì thì chúng ta ví dụ như là chúng ta có Cl trừ, nó sẽ bị oxy hóa để biến thành Cl2 nhường 2E. Hoặc là kể cả O2 trừ trong oxide á, nó sẽ bị oxy hóa thành O2. Hai nguyên tử ở đây thì nó sẽ nhường 4E. Được chưa? Vân vân. Đấy là điện phân nóng chảy. Chúng ta có thể áp dụng ghi thầy một cái ví dụ. Đó là viết cơ chế và phương trình điện phân nóng chảy chúng ta sẽ làm một hai bài ví dụ thôi, em đừng sợ phần này nhé, phần này nó mới nhưng mà chúng ta học thầy là chuyên gia dạy điện phân rồi, chúng ta yên tâm. Bao nhiêu năm nay thầy tương đối nổi tiếng về cái lĩnh vực điện phân này rồi. Các anh chị học thầy các khóa trước đều thấy là thầy dạy điện phân là rất là dễ hiểu và gần như bài nào cũng làm được. Nên chúng ta ghi thầy cơ chế phương trình điện phân nóng chảy. Câu A, chúng ta có cái chất là, hoặc ví dụ 1 đi. Điện phân nóng chảy NaCl. Thầy sẽ bày chúng ta một cái mẫu nhé. Và sau này chúng ta cứ trình bày đúng như vậy thôi. Đấy là ý đầu tiên là nó yêu cầu điện phân nóng chảy NaCl. Thế giờ chúng ta trình bày với thầy là vở ghi chúng ta sẽ chia thành hai nửa. Đấy, một bên em ghi thầy ca tốt. Em chỉ kẻ khoảng 3 dòng thôi là cực âm. Bên này là a nốt là cực dương. Đấy. Thì em phải hiểu là khi cái thằng NaCl nó nóng chảy ra thì các ion của nó sẽ di chuyển với các điện cực ngược dấu với nó. Ví dụ NaCl thì nó có Na cộng với Cl trừ. Thì em phải hiểu Cl Na cộng nó là điện tích dương thì nó sẽ bị thu hút về cathode, nên tại cathode chúng ta sẽ ghi là Na cộng. Được chưa? Còn anode thì ta liệt kê Cl trừ. Sau đó cơ chế điện phân thì ta biết là tại cathode sẽ là quá trình khử thì chúng ta ghi là Na cộng nhận 1E về Na. Thì đây chính là cơ chế điện phân bên cái cơ chế chính là cái quá trình oxy hóa khử ở các điện cực thôi mà. Được chưa? Bên cathode. Thế còn bên anode là cái anh Cl trừ nó sẽ bị oxy hóa để biến thành Cl2 và nhường 2E. Thì đây chính là cơ chế điện phân của cái anh NaCl. Được chưa? Trình bày như vậy. Sau đó là chúng ta viết phương trình. Thì chúng ta có cái anh phương trình điện phân thì viết như sau. Em ghi thầy là phương trình điện phân. Thì mình sẽ viết là NaCl này. Sau là trên dấu mũi tên em ghi thầy chữ điện phân nóng chảy. Điện phân nóng chảy nhé, viết tắt DPNC. Thì sản phẩm của mình nó là Na và Cl2. Sau đó em cân bằng phương trình là xong. Đấy là cái bài này. Rất là dễ. Được chưa? Rồi. Bây giờ thầy để chúng ta tự làm nhé. Sang cho thầy câu 2Y đi. Là CaCl2. Em viết thầy cơ chế và phương trình điện phân cái chất CaCl2. Được chưa? Các em viết đi. Chủ động viết nhé.
Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày cái phần điện phân nóng chảy CaCl2, được chưa? Thì em cũng chia vở của em thành hai nửa. Đấy. Bên trên này thì em ghi cho thầy cái chất mà mình cần điện phân là CaCl2. Bên này là cathode là cực âm, bên này là anode là cực dương. Được chưa? Thế bây giờ cathode nó thu hút cái gì? Cathode nó sẽ thu hút calcium 2 cộng, còn anode thu hút Cl trừ. Thế bây giờ tại cathode thì là canxi 2 cộng sẽ nhận 2E về Ca. Bên anode là Cl trừ chuyển thành Cl2 nhường 2E. Được chưa? Đấy là cơ chế. Cơ chế điện phân viết xong rồi thì bây giờ chúng ta viết cho thầy phương trình điện phân. Thì là CaCl2 điện phân nóng chảy thì thành Ca và Cl2. Rất là dễ. Nói chung là mấy cái bài điện phân nóng chảy thì nó là siêu đơn giản rồi. Được chưa? Đấy, nhưng mà khi học cái này thì chúng ta trả lời những câu hỏi gì? Thì đề thi nó sẽ bắt chúng ta trả lời những câu hỏi như sau. Thứ nhất, nó bảo em là tại cathode xảy ra quá trình khử hay quá trình oxy hóa? Tại anode xảy ra quá trình khử hay quá trình oxy hóa? Được chưa? Sản phẩm thu được tại cathode là gì? Sản phẩm thu được tại anode là gì? Nó sẽ đặt những câu hỏi đó và nó có thể bắt mình tính toán. Được chưa? Thế giờ chúng ta sẽ có một ví dụ số 2 và chúng ta làm thầy bài tập tính toán nhé. Em ghi thầy ví dụ số 2. Ghi tiếp thầy vào vở đi ví dụ số 2. Là điện phân nóng chảy. Điện phân nóng chảy Al2O3. Được chưa? Câu A, em có thể ghi là với xúc tác cryolip. Thì lát nữa thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái xúc tác cryolip nó có vai trò gì. Em có thể ghi trước thầy là Na3 Al6. Cái này thì trong quá trình điện phân em không quan tâm nó. Được chưa? Câu A, viết cơ chế và phương trình điện phân. Cơ chế và phương trình điện phân. Câu B, người ta yêu cầu tính như sau. Đó là nếu ở cathode thu được 108 kg Al thì ở anode thu được bao nhiêu mét khối khí oxygen ở điều kiện chuẩn. Rồi, đấy, một bài tập ví dụ như vậy. Em có thể ghi mở hoặc là giả sử oxygen sinh ra không phản ứng với các chất ở điện cực. Ví dụ như thế nha. Có một cái câu ví dụ mà nó hơi ngược so với trong thực tế. Trong thực tế thì cái điện cực khi điện phân anh này á, nó lại phản ứng với O2. Nhưng mà tôi tính cái lượng O2 trước khi nó phản ứng với điện cực. Cứ hiểu như vậy. Được chưa? Mở ngoặc, giả sử hiệu suất bằng 100%, chấm phẩy, oxygen sinh ra không phản ứng với điện cực, với chất tạo nên điện cực. Em chép đề sau đi. Em tập trung em làm thầy câu B. Đề em để cách đi. Đằng nào cái file viết tay chúng ta cũng được nhận mà. Bây giờ thế này nhá. Chúng ta làm thì chúng ta dùng bảo toàn E thôi. Em viết cơ chế và phương trình điện phân thì cũng chủ yếu là viết cho vui thôi. Em chỉ cần viết thầy cái cơ chế điện phân đúng là được. Còn phương trình thì ai cũng biết. Chúng ta có Al2O3 này. Ở đây thì dĩ nhiên cái mẫu trình bày thì em trình bày thế nào cũng được nhé. Không nhất thiết phải trình bày theo thầy đâu. Em chỉ ghi thầy các điện cực thôi. Cathode, anode. Là cực âm. Anode cực dương. Được chưa? Cathode thì nó có cái gì? Thì em phải hiểu Al2O3 thì khi nó nóng chảy ra thì nó sẽ phân ly thành Al3 cộng với O2 trừ. Được chưa? Al3 cộng thì nó sẽ bị khử tại cathode thì tôi có Al3 cộng nhận 3E về Al. Thế còn oxygen nó sinh ra tại anode thì nó quá trình như sau là O2 trừ này thì biến thành O2. Thì tôi có hai nguyên tử oxy tôi nhân 2 vào đây này. Anh này nhường 4E. Đấy là cơ chế. Được chưa nhỉ? Xong cơ chế rồi thì phương trình em bỏ qua đi. Đến câu A. Bây giờ thầy đợi chờ các em trả lời thầy câu B nhé. Đấy, câu B. Theo thầy là cách làm là một là em tính theo phương trình.
Hai là em bảo toàn e, nhưng mà khôn ngoan nhất là chúng ta nên bảo toàn e. Em phải hiểu là số mon e cho thì nó luôn luôn bằng số mon e nhận. Đấy, chúng ta hiểu như vậy. Bây giờ em tính cho thầy là số mon của nhôm nó là bao nhiêu. Thì trừ từ nhôm tôi sẽ tính được e cho. Mà từ e cho là tôi tính được e nhận. Bởi vì e cho với e nhận là bằng nhau, đúng không? Đấy. Thì xin lỗi, từ nhôm mình sẽ tính được e nhận. Và từ e nhận mình sẽ tính được e cho, là mình sẽ tính được oxygen. Thế thôi. Bây giờ em bấm cùng thầy nhé. 108 cân nhôm là bao nhiêu mon? Thì chúng ta bấm luôn thầy là 108 này, chia cho 27. Thì nhôm của mình nó là 4 kilomon nhé. Đơn vị là 4 kilomon. Thì tôi nhân với 3 nên là cái này là 12 kilomon. Kilomon nhé. Thế anh này là 12. Thì anh này là 12 rồi. Thì anh oxygen tôi chia cho 4 thì nó còn 3 kilomon. Thế là kết thúc. À, đơn vị đáng lẽ là lít, nhưng mà vì kilomon nên chúng ta bấm ngay thầy là VO2 thì bằng 3 nhân 24,79. Thì nó sẽ là mét khối thôi. Tôi lấy 3 nhân với 24,79 thì nó sẽ bằng là 74,37 mét khối. 74,37 mét khối. 3 nhân 24,79. Ok, đấy là lời giải cho câu này. Em ơi, em đừng sợ mấy câu như thế này. Sau này đi thi thực tế nó cũng chỉ thi đến mức độ này thôi. Đấy. Cái khó khăn nhất của chúng ta khi làm cái bài này á, đó là chúng ta viết được đúng cơ chế hay không. Được chưa? Viết được đúng cơ chế hay không? Em chỉ cần viết đúng cơ chế là mọi bài tập tính toán em đều làm được. Bởi vì cái hướng giải của nó chỉ là bảo toàn E thôi. Đấy là chúng ta đã xong cái phần điện phân nóng chảy. Xong cái phần điện phân nóng chảy. Nếu mà chuyển cái bài này thành một bài thi đúng sai thì nó sẽ chuyển như sau. Nó bảo là điện phân nóng chảy Al2O3. Được chưa? Thế nó sẽ cho em những phát biểu như sau. Ví dụ như câu A, nó bảo là tại cathode xảy ra quá trình oxy hóa chẳng hạn thì là sai. Mà tại cathode xảy ra quá trình khử. Hoặc ngược lại, tại anode nó bảo xảy ra quá trình oxy hóa thì lại đúng. Đúng không? Thì nó nói oxy hóa gì, khử gì ta phải nắm được. Thứ hai thì nó có thể nói với em đó là phương trình điện phân viết như sau. Thì em có thể nhìn qua cơ chế em sẽ viết được. Và cái thứ ba là có thể cho thêm một bài tập tính toán như câu B ở trong bài này. Và thứ tư nữa thì lát nữa chúng ta học thì chúng ta sẽ biết vai trò của cái chất xúc tác cryolyte là có vai trò gì. Nha. Rồi, đấy là cái lời giải cho cái ví dụ số 2. Và chúng ta cũng kết thúc cái phần điện phân nóng chảy. Thế chúng ta chỉ cần hiểu là điện phân nóng chảy á, thì nó sẽ điện phân một cái chất ở trạng thái nóng chảy. Được chưa? Đấy. Tôi có thể điện phân mấy cái muối NaCl, CaCl2, hoặc điện phân oxide của nhôm, vân vân. Thì những cái ví dụ này là những cái ví dụ có ứng dụng trong thực tế thì thầy mới lấy ví dụ. Chứ còn những cái ví dụ vô nghĩa thì chúng ta sẽ không đề cập. Và chúng ta sẽ có những cái phần tổng kết kiến thức sau. Bây giờ em cứ tập trung em ghi chép đã. Nha. Là chúng ta đã xong cái phần số 25 mã là điện phân nóng chảy. Em ghi tiếp với thầy mục 35 mã là cái mục khó ăn nhất và mục quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Xin mời các bạn tập trung thầy mục 35 mã là điện phân dung dịch. Điện phân dung dịch, đây là cái mục hay thi nhất. Điện phân dung dịch. Điện phân dung dịch. Các bạn ghi thầy điện phân dung dịch. Rồi. Thế chúng ta hiểu cho thầy là điện phân nóng chảy á, là không có nước. Còn điện phân dung dịch là cái chất đó tan trong nước thì người ta mới điện phân. Được chưa? Thế điện phân dung dịch cần nhớ những cái gì? Thì cái quan trọng nhất nó vẫn là cơ chế điện phân. Em ghi thầy là một nhỏ. Cơ chế và phương trình điện phân. Và phương trình điện phân. Cơ chế và phương trình điện phân. Được chưa? Cơ chế và phương trình điện phân. Thì cái phần điện phân dung dịch em cứ hiểu là trong dung dịch của mình nó có nước. Vậy thì ngoài cái điện phân các chất điện ly, nó còn điện phân cả nước nữa. Nhá.
Nên bây giờ chúng ta sẽ ghi thầy cơ chế như sau. Mình cũng có hai điện cực, đó là điện cực thứ nhất là cathode. Cathode nó là cực âm. Được chưa? Thì dĩ nhiên là tại cực âm nó sẽ phải thu hút các ion dương. Đấy, và nước, vì trong dung dịch luôn luôn có nước. Thì em ghi thầy cathode là xảy ra quá trình khử. Xảy ra quá trình khử. Xảy ra quá trình khử. Ví dụ là Cu2 cộng bị khử về Cu. Đây là cái phương trình này. Được chưa? À, vân vân. Đấy, thì chúng ta sẽ tính sau. Cái quan trọng nhất là chúng ta nắm được cơ chế là tại cathode xảy ra quá trình khử. Được chưa? Rồi, thế trong cái cathode này thì chúng ta cần phải chú ý gì? Thì em ghi cho thầy cái chú ý quan trọng nhất của nó. Ghi đi, chú ý. Ghi chú ý. Thứ nhất, cái chú ý là cái quan trọng. Ghi đi. Thứ nhất, đó là ion dương kim loại từ K cộng tới Al3 cộng trong giải điện hóa. Buổi trước ta học ấy, buổi trước ta học là trong giải điện hóa là từ K cộng tới Al3 cộng là không bị khử. Không bị khử. Cái này rất quan trọng nhé. Đây là chú ý quan trọng nhất để tránh bị lừa. Nhớ chưa? Ion dương kim loại từ K cộng tới Al3 cộng trong giải điện hóa là không bị khử. Bởi vì đây là những thằng hoạt động mạnh. Được chưa nhỉ? Đấy, cái thứ hai thì em ghi cho thầy đi là ion nào có tính oxy hóa mạnh hơn, có tính oxy hóa mạnh hơn sẽ bị khử trước. Bị khử trước. Thì tuần trước chúng ta có học giải điện hóa đấy, chúng ta biết là anh nào có tính oxy hóa mạnh hơn thì chúng ta ví dụ ở đây là Ag cộng. Nó có tính oxy hóa mạnh hơn sắt 3 cộng thì nó sẽ bị khử trước sắt 3 cộng. Đúng không? Mạnh hơn đồng 2 cộng thì đồng 2 cộng bị khử sau. Tiếp tục là đến H cộng. Tiếp tục đến sắt 2 cộng. Vân vân. Đấy thì em ghi lại cho thầy cái trật tự này. À, tại sao thầy lấy mấy cái ví dụ này? Thì buổi hôm trước thầy có dạy chúng ta về cái dãy điện hóa và cái phần pin điện hóa đấy. Thì thầy bảo các bạn là giả sử em dốt nhất trên thế giới, em không thuộc được cả cái dãy điện hóa, thì ít nhất em phải thuộc được 5 cái cặp oxy hóa khử liên quan đến Ag, Fe, Cu với H+. Thì đây là chúng ta ghi cái ví dụ này, nó có mục đích đấy. Chúng ta cứ hình dung thầy anh nào có tính oxy hóa mạnh hơn thì sẽ bị khử trước. Thì chúng ta phải tra lại thầy cái dãy điện hóa nhé. Thì đấy là cái chú ý số 2, cứ ghi đã. Cái chú ý số 3 thì em ghi hộ thầy là nước bị khử sau cùng. Bị khử sau cùng. Tại vì nước nó cũng có trong dung dịch mà, điện phân dung dịch mà, nên là nước cũng sẽ bị khử. Và cái bán phản ứng của nước thì em buộc phải nhớ, thì em phải thuộc cho thầy cái bán phản ứng này. Nước nó bị khử thì có nghĩa là nước nó phải nhận E. Và nó nhận E để nó sinh ra ion OH- và khí H2. Được chưa? Chúng ta buộc phải thuộc cái bán phản ứng của nước này bằng mọi giá. Đây là cái phần quan trọng nhất. Và đa số học sinh đi thi mà có mất điểm cái phần này là do quên cách viết cái bán phản ứng của nước này. Ở đây thầy đọc là bán phản ứng có nghĩa là một nửa phản ứng. Chúng ta hình dung như thế. Được chưa? Đấy là tại cathode. Em cứ ghi lại nhé. Lát đã vào phần cụ thể ta sẽ hiểu. Em ghi thầy cathode này xảy ra quá trình khử. Ví dụ Cu2 cộng nhận 2E về Cu. Thì đấy là quá trình khử. Được chưa? Hoặc em là thích lấy ví dụ nhiều hơn thì ví dụ như là sắt 3 cộng. Sắt 3 cộng chẳng hạn. Thì em phải nhớ là nó sẽ khử về cái dạng khử tương ứng của nó trong dãy điện hóa là sắt 3 cộng. Đầu tiên nó chỉ nhận có 1 E về sắt 2 cộng thôi. Được chưa? Vân vân. Mình tính sao? Đấy là tại cathode. B nhỏ là anode. Anode thì xảy ra quá trình oxy hóa nhé. Chúng ta cứ nhớ là cathode là khử, còn anode là oxy hóa. Thì em ghi thầy 2 chấm. Xảy ra quá trình oxy hóa. Xảy ra quá trình oxy hóa. Thì chúng ta yên tâm là trong khuôn khổ chương trình phổ thông thì 99,99% người ta chỉ xét đến oxy hóa các halogen thôi. Muối có halogen. Thì chúng ta quan tâm ví dụ như Cl trừ ta biết thế nào. Thì nó sẽ bị oxy hóa để biến thành Cl2 và nhường 2E. Thực tế em chỉ quan tâm mỗi này thôi.
Tương tự thế BR trừ biến thành BR2 và trao đổi 2E. Được chưa? Nhưng mà cái đấy nó không quan trọng bằng cái chú ý này. Cái chú ý mới là cái phương pháp của giáo viên. Em nhé. Còn cái định nghĩa, cái phần mực mà thầy đang ghi màu xanh, nó chỉ là sách giáo khoa thôi. Còn chúng ta muốn làm bài thi thì chúng ta phải học cái chú ý này. Cái chú ý nó là cái chất riêng của thầy. Nên là chúng ta ghi cho thầy thật cẩn thận. Chú ý số 1. Chú ý số 1. Chúng ta lưu ý cho thầy là catốt là khử, còn anốt là oxy hóa. Vậy thì cái chú ý số 1 ta quan tâm ở đây đó là ion âm. Tại vì là anốt nó là điện cực dương thì nó sẽ thu hút ion âm. Được chưa? Có oxygen như là SO42 trừ, NO3 trừ, vân vân. Những ion âm ấy mà nó có oxy rồi ấy, thì sẽ không bị oxy hóa. Nhớ cái này nhé, không bị oxy hóa. Cũng tương tự như bên trên là những thằng nào mà từ Al3 cộng ngược trở về đầu dãy điện hóa là không bị khử. Thì ở đây thế là ion âm mà có oxygen là sẽ không bị oxy hóa. Rồi, đấy là cái chú ý số 1. Cái chú ý số 2 của chúng ta đó là ion nào có tính khử mạnh hơn. Có tính khử mạnh hơn sẽ bị oxy hóa trước. Nhưng mà thầy nói luôn các bạn là gần như là không bao giờ người ta đề cập đến cái này. Bởi vì 99% là người ta chỉ điện phân muối của halogen thôi. Đấy thì chúng ta ghi thầy cái trật tự một vài cái ion âm. Chúng ta có thể nhớ cũng được. Thì cái này em phải nhớ lại kiến thức lớp 10. Thì chúng ta có ion âm đó là Y trừ. Nó có tính khử mạnh hơn Br trừ, mạnh hơn Cl trừ. Được chưa? Đấy, vân vân. Nhưng mà nói thật là người ta chỉ xét mỗi Cl trừ thôi. Đấy là cái chú ý số 2. Chú ý cuối cùng. Đấy, cái số 3 này. Cái số 3 mới là cái mấu chốt là nước cũng sẽ bị oxy hóa sau cùng. Nước bị oxy hóa sau cùng. Và chúng ta viết thành cái bán phản ứng của nước ra. Là nước bị oxy hóa thì nó phải nhường E để biến thành ion dương là H cộng, cộng O2 và cộng 4E. Phải thuộc nhé. Cái này là siêu quan trọng. Muốn làm được bài tập thì phải thuộc cái này. Đấy là những chú ý giúp chúng ta làm được bài tập ở đây. Còn nếu em chỉ học theo sách giáo khoa thì đúng là em sẽ không thể làm được. Người ta chỉ có ví dụ thôi, chứ người ta không có chú ý với chúng ta là phải làm như thế nào mà viết như thế nào đâu. Đấy thì xin mời các bạn ghi chép vào đi. Sau ghi chép xong thì chúng ta sẽ có ví dụ. Rồi ok, các em đã ghi xong cái phần kiến thức lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể để chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Em ghi thầy ví dụ số 1. Ghi thầy ví dụ số 1 là viết cơ chế và phương trình điện phân dung dịch nhé. Điện phân dung dịch là phải có nước. Chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ mà hay thi nhất trên đời này là CuSO4. Đấy. Bây giờ thầy sẽ trình bày cho chúng ta nhé. Có nghĩa là khi chúng ta trình bày cái phần điện phân này thì chúng ta cũng chia đôi nó ra. Chia đôi quyển vở ra. Kéo dài khoảng 3-4 dòng. Thực tế là em bây giờ em mới bắt đầu em học thì em ghi cẩn thận vậy, chứ còn đến khi em đã làm nhiều nó quen rồi, đã thuộc hết cơ chế rồi thì chúng ta chả cần phải ghi như thầy. Chúng ta ghi mỗi cho E nhận E là xong. Đấy. Chúng ta sẽ liệt kê các ion tại mỗi điện cực nhé. Chúng ta để ý này.
là CuSO4 trong dung dịch nó sẽ phân ly thành Cu2 cộng và SO42 trừ, thì Cu2 cộng nó sẽ bị thu hút về cực âm. Và dĩ nhiên là cực âm nó còn có cả nước. À đúng không? SO42 trừ sẽ bị thu hút về cực dương và dĩ nhiên ở đó cũng có nước. Đó. Thì đây là các cái ion có trong các điện cực. Vậy thì chúng ta đã nói với nhau là tại cathode xảy ra quá trình khử, còn anode là xảy ra quá trình oxy hóa. Ở đây thầy nói luôn các bạn là hiện tại thầy chỉ quan tâm cái nấc điện phân đầu tiên thôi, có nghĩa là ở mỗi bên điện cực em chỉ cần viết cho thầy một cái cơ chế thôi. Được chưa? Viết một thôi nhé. Viết sự điện phân của một chất thôi, sự oxy hóa, sự khử của một chất. Thì bây giờ ở bên cathode thì là Cu2 cộng sẽ bị điện phân trước mà, đúng không? Thì ta viết thầy là Cu2 cộng nhận 2E về Cu. Thế còn bên anode, anode thì chúng ta có gì? Thì chúng ta phải có cái chú ý rất quan trọng, đó là ion âm mà có oxy như là SO42 trừ này là không bị oxy hóa. Vậy thì ở bên anode lúc này nó sẽ oxy hóa nước. Nhớ là SO42 trừ không bị oxy hóa. Vậy thì ở đây nước thì chúng ta chép lại thành cái bán phản ứng ở đây. Được chưa? Đấy. Hai phân tử nước sẽ bị oxy hóa biến thành 4H cộng cộng O2 và nhường 4E. Thì đây chính là cơ chế. Đấy. Chúng ta học cái cơ chế này giúp chúng ta trả lời được tất cả các bài tập lý thuyết. Được chưa? À, thầy mô tả một chút nhé. Là cái bình điện phân nó làm rất đơn giản thế này này. Là nó chỉ có một cái giống như một cái cốc thủy tinh thôi. Xong nó có hai cái điện cực. Nó có hai cái điện cực. Được chưa? Như đây cực âm, đây cực dương. Nó sẽ nối với cực cùng nguồn điện. Đấy. Nó nối với điện cực cùng nguồn điện. Và trong đây nó có dung dịch. Ví dụ trong đây nó có dung dịch CuSO4 đi. Hình dung như vậy, người ta cắm điện vào thì sau một thời gian người ta sẽ nhận thấy là có một lớp kim loại màu đồng màu đỏ nó bám vào điện cực âm. Và ở bên điện cực dương này thì sẽ có một cái lớp có những cái bọt khí nó thoát ra, ví dụ khí oxy nó sẽ thoát ra. Còn đây là đồng nó bám vào. Chúng ta hình dung thầy là kim loại đồng sinh ra nó sẽ bám vào cực âm. Đấy, còn khí oxygen sinh ra nó sẽ thoát ra khỏi cực dương. Đấy là cái cơ chế nó đơn giản như vậy thôi. Cái bình điện phân nó rất dễ thực hiện. Và ở các tiệm vàng hiện nay người ta cũng đang làm điện phân này rất là nhiều. Đấy. Quá trình điện phân nó rất dễ thực hiện nhé. Bây giờ chúng ta viết cơ chế xong thì bây giờ ta viết phương trình. Thì phương trình điện phân ta viết thế nào? Thì ta sẽ viết CuSO4 này. Người ta đang điện phân chất này. Nhưng em để ý là trong quá trình điện phân có nước tham gia thì chúng ta cộng thêm nước. Nước ở bên nào cũng được nhé, miễn là thấy sự có mặt của nước tham gia là được. Trên dấu mũi tên em ghi thầy cái chữ điện phân dung dịch. Em sẽ thấy này, bên cathode tôi có đồng, đồng nó là kim loại sinh ra nó sẽ bám vào cathode. Đấy, hoặc sau này nếu mà đề thi nó hỏi là khối lượng cathode tăng thì chính là khối lượng của đồng thôi. Thì ta liệt kê sản phẩm gồm có đồng đã bám vào cathode. Và ta cũng sẽ liệt kê sản phẩm bên anode thì nó có oxygen. Ngoài ra bên anode nó còn có H cộng với SO42 trừ. Thì hai anh này sẽ kết hợp với nhau để biến thành H2SO4. Thì đây chính là sản phẩm của phản ứng điện phân. Được chưa? Cân bằng phương trình thì em tự cân bằng nhé. Cái này 1/2. Đây là phương trình điện phân. Dĩ nhiên là đi thi thì hầu như người ta ít khi người ta hỏi phương trình điện phân. Đấy. Nhưng mà khi mình viết được phương trình điện phân ấy, thì cái tính toán của mình nó cũng sẽ thuận tiện. Nên là chúng ta nên học cả cơ chế cả phương trình điện phân. Được chưa? Đấy là câu A. Bây giờ thầy muốn các bạn làm thầy câu B. Nhưng mà các bạn comment cho thầy là cái phương trình điện phân của anh AG Nova là gì. Đấy. Chúng ta không cần comment cái cân bằng đâu. Em chỉ cần comment sản phẩm nó là gì thôi. Dễ mà em, giống hệt. Trên dấu mũi tên thì em ghi cho thầy là AG Nova. Trên đầu em ghi AG Nova. Sẽ em ghi anode cathode là xong. Đấy. Thầy sẽ để chúng ta khoảng 1 phút để chúng ta chép đề và chúng ta làm thôi. À, lý thuyết quan trọng lắm nhá, đừng có mà chủ quan. Nhiều bạn chỉ có chăm chăm đi tính toán thì cuối cùng thi được chắc được 3 điểm. Bây giờ chương trình mới toàn lý thuyết. Em sẽ liệt kê cho họ là cathode ở đây nó có AG cộng với lại nước. Anode thì lúc này nó có NO3 trừ với nước. Đấy, xin mời các bạn viết cơ chế đi. Viết cơ chế nhé. Sau đó viết luôn cho thầy phương trình điện phân. Không cần cân bằng đâu.
Rồi, ok, thầy đã nhìn thấy rất nhiều bạn trả lời đúng. Đấy, bạn Đức Huy, bạn Phương Trang. À, chúng ta nhìn thấy cơ chế nó rất là đơn giản là AG cộng nhận 1E về AG. Đúng chưa? À, bên này thì là nước điện phân. Nước sẽ bị ô xóa biến thành 4H cộng. Cộng O2 cộng 4E. Vậy thì khi chúng ta viết xong cơ chế thì chúng ta có thể liệt kê sản phẩm bằng cách ta viết AgNO3 này. Trong quá trình điện phân thì có nước tham gia. Thì sản phẩm của mình nó sẽ là Ag cộng O2. Đó, bên này có O2 này. Và có H cộng với NO3 trừ thì nó là HNO3. Nhá. Cân bằng phương trình thì chúng ta có thể cân bằng 2 vào đây. 2 vào đây. 1 phần 2 vào O2. Đấy, trên dấu mũi tên nó ghi thành chữ điện phân dung dịch. Đấy là lời giải cho câu B. Đấy. Lời giải cho câu B. Rồi, bây giờ thầy sẽ làm thêm ý C nữa. Sắp hiểu hoàn toàn em ạ. Chúng ta chuẩn bị hiểu hết cái bài này rồi đấy. Ý C là NaCl. Thì chúng ta cảnh báo nhau một chút nhé. Là em phải đọc kỹ thầy là ion dương kim loại nào bị khử, ion dương kim loại nào không bị khử. Được chưa? Đọc kỹ không nhớ bị lừa mất công gạch đi đấy. Chúng ta ghi thầy là ở cathode này. Cực âm. Anode cực dương. Đấy, liệt kê nó ra. Cathode của mình nó có Na cộng và nước. Anode thì nó có Cl trừ và nước. Bây giờ xin mời các em tập trung viết cơ chế. Viết cơ chế xong kiểu gì cái gì cũng làm được mà. Thầy nói các bạn luôn đó là cái quan trọng nhất của phần điện phân chính là cơ chế. Mình viết đúng cơ chế thì cái chuyện tính toán sau này nó sẽ rất là đơn giản nhé. Đấy, xin mời các bạn xử lý thầy câu C. Rồi, bây giờ thầy chữa nhanh nhé, để tí nữa chúng ta làm bài tập, các bạn sẽ comment được nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấy ngay là tại cathode ấy, thì Na cộng nó không bị điện phân. Chúng ta biết là những cái kim loại hoạt động mạnh từ kali tới nhôm ấy, nó không bị điện phân dung dịch đâu. Nó chỉ bị điện phân nóng chảy thôi. Vậy thì ở đây là nước điện phân, đúng nhỉ? Thì chúng ta lại thuộc cái bán phản ứng của nước là hai phân tử nước. Nhận 2E để biến thành 2OH trừ cộng H2. Được chưa? Bên anode thì cái điện phân đầu tiên nó là Cl trừ. Nước để sau. Có nghĩa đây mình chỉ quan tâm cái nấc điện phân đầu tiên thôi. Sau đó chúng ta liệt kê sản phẩm để ta có NaCl. Điện phân thì có sự tham gia của nước. Thì bây giờ em nhìn cho thầy nhé. Điện phân dung dịch. Là sản phẩm ở đây nó có khí hydrogen thoát ra ở cathode. Nhưng cũng có khí chlorine thoát ra tại anode. Thì nó sẽ có H2, có Cl2. Nhưng mà ngoài ra thì nó có OH trừ với lại Na cộng đây này. Thì hai anh này sẽ kết hợp với nhau để biến thành NaOH. Đúng chưa? Nên sản phẩm của chúng ta nó là NaOH cộng H2 và Cl2. Đây chính là phương trình điện phân dung dịch cho cái anh NaCl. Được chưa nhỉ? Và thầy cảnh báo các em luôn là cái phương trình này chắc chắn là chúng ta đã học ở lớp 8, lớp 9 và lớp 10 rồi. Đặc biệt ở lớp 10 là cái phần halogen, là cái phần cuối cùng của chương 7 trong sách giáo khoa. Được chưa? Vậy thì chúng ta lưu ý cho thầy là ngày xưa ta học lớp 10 á, thì ta biết được cái phản ứng này nó sinh ra những chất này. Nhưng bây giờ khi ta học cơ chế thì ta sẽ hiểu tại sao lại có những chất này. Đúng không? Ta sẽ hiểu tại sao lại có những chất này. Thì khi mình viết đúng cơ chế thì mình sẽ làm được bài tập và mình hiểu được cái bản chất của phản ứng. Nhá. Nên các em lưu ý hộ thầy là cái phần quan trọng nhất chính là phần cơ chế. Và trong cái phần cơ chế cái quan trọng nhất chính là cái chú ý. Giáo viên nào mà chú ý chúng ta được những cái bên trên thì người ta đã dạy thành công cái phần điện phân này rồi.
Đấy. Và dĩ nhiên là chúng ta nhớ kiến thức lớp 10 thì cái phần này ta thêm thành cái chữ có màng ngăn để ngăn cản cái hiện tượng là clorin sinh ra nó phản ứng với NaOH để tạo thành nước Javel. Thì những cái đấy mình sẽ nói sau. Cái quan trọng nhất mình hiểu cơ chế đã. Sau khi cho các bạn làm 3 ví dụ rồi thì bây giờ thầy sẽ cho chúng ta bổ sung một công thức. Công thức này thì trong các đề thi nó sẽ cho. Nhưng mà công thức này của chương trình cũ. Đấy, và thầy có tham khảo sách bài tập của chúng ta và các sách tham khảo trên mạng hoặc là các sách mà được Bộ Giáo dục Đào tạo phát triển ấy và người ta cho in ấn rồi, xuất hành phát hành rồi á. Thì trong bài tập tính toán liên quan đến điện phân, dĩ nhiên bây giờ nó sẽ không nhiều nữa như ngày xưa. Nhưng mà người ta luôn luôn cho một cái công thức, được chưa? Cái công thức đấy nó sẽ cho kèm vào cái phần cuối cùng của đề thi là biết rằng công thức như thế nào. Đấy, chúng ta ghi thầy như sau. Em ghi thầy một cái mục đánh dấu sao rất quan trọng vào vở. Đó là công thức điện lượng. Công thức điện lượng. Công thức này trong đề thi chuẩn nó sẽ cho nhé. Còn hiện nay trong sách giáo khoa thì người ta không cho. Đấy, có thể em đã học trong vật lý. Đó là em ghi thầy Q thì nó bằng Y nhân T. Thầy xin lỗi, đúng rồi, bằng N nhân F. Đấy, nó sẽ có cái này, cụm này. Q bằng N nhân F và bằng Y nhân T. Trong đó thì chúng ta sẽ suy luôn thầy nhé. N, ở đây chính là N electron trao đổi. Em ghi thôi luôn NE thì bằng IT chia cho F. Đây là công thức cuối cùng này. Cái công thức cuối cùng này có trong sách giáo khoa của chương trình cũ. Đấy, nhưng mà chương trình mới thì nó không cho trong sách. Nhưng mà có lẽ thầy nghĩ là trong vật lý nó cho rồi. Hoặc là trong đề thi nó sẽ luôn luôn cho em cái công thức này. Nên chúng ta không phải sợ. Được chưa? Thế bây giờ thầy sẽ giải thích cho chúng ta một số cái thuật ngữ. Trong đó thì em ghi thầy là I là cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện. Và đơn vị của cường độ dòng điện ấy thì chúng ta phải nhớ nó là ampe. Được chưa? T là thời gian điện phân. Thời gian điện phân và đơn vị của nó là giây. Được chưa? T là thời gian điện phân, đơn vị là giây. Còn F thì nó là hằng số Faraday thì nó bằng 96.500 coulomb trên mol. Thì đây là hằng số Faraday. Thì các em đã học cái công thức này có thể là trong vật lý rồi. Thì cái này thầy không nắm được. Nhưng mà buộc chúng ta phải nhớ công thức này khi em học thầy Trọng để chúng ta còn làm được bài tập. Đấy, xin mời các bạn ghi cho thầy cái công thức điện lượng này vào nhé. Công thức điện lượng. Cái NE ở đây chính là số mol electron trao đổi thôi. Đấy. Em ghi thầy NE là số mol E trao đổi. Được chưa? Em có thể ghi thầy luôn là NE thì bằng số mol electron trao đổi. Để chúng ta làm được bài tập tính toán mà. Nhưng mà có một cái vấn đề hiện nay là ba bộ sách giáo khoa thì thầy là giáo viên chắc là hiếm hoi ở Việt Nam là chữa tất cả các sách tham khảo hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp của cả ba bộ sách giáo khoa cho cùng chúng ta. Dần dần thì chúng ta sẽ trong lớp chúng ta sẽ được học. Thì cái oái oăm ở chỗ đó là mỗi một sách nó lại cho con số F khác nhau. Thì trong các sách cánh diều với kết nối tri thức ấy, người ta sẽ cho là 96.500. Còn trong sách chân trời sáng tạo thì người ta lại cho là 96.485. Nên khi tính toán ấy, nó có vấn đề đấy. Nhưng mà ở đây chúng ta học thầy chúng ta thống nhất là dùng số 96.500 nhé. Khi nào đề nó cho em cái hằng số Faraday bằng 96.485 ấy, thì chúng ta mới dùng. Còn không chúng ta cứ dùng thầy 96.500. Bây giờ em viết công thức này xong thì em ứng dụng nó như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập và chúng ta sẽ hiểu ngay. Em ghi thầy ví dụ. Từ bây giờ trở đi nó bắt đầu hiểu bài này. Là điện phân. Đây là phương pháp giải bài tập luôn nhé. Dung dịch CuSO4. Thầy cho luôn dung dịch này dư. Có nghĩa điện phân không bao giờ hết. Đấy. Trong thời gian. Chép bài thầy nhé. 1 giờ. Nhớ phải đổi ra giây. Phải cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện. Y bằng 9,65 ampe. Được chưa? Yêu cầu em rất đơn giản. Câu A. Tính khối lượng ca tốt tăng. Khối lượng ca tốt tăng. Câu B. Là tính V khí thoát ra tại anode ở điều kiện chuẩn. Thì đây là một đề bài. Thì chúng ta giải như thế nào?
Thầy bảo nhé, điện phân dung dịch CuN4 dư trong thời gian 1 giờ, cường độ dòng điện I bằng 9,65A. Nếu mà một đề thi chuẩn, người ta sẽ cho em thêm cái chữ này này, biết. Đấy, người ta sẽ cho em thêm là biết. Hằng số Faraday F bằng 96.500 coulomb trên mol. Đấy, đơn vị của nó là coulomb trên mol. Sách nào mà nó cho là 96.485 thì lúc đấy ta mới dùng sau. Còn bây giờ chúng ta thống nhất là F bằng 96.500 coulomb trên mol. Được chưa? Và chúng ta cũng không cần phải phải sợ là đề thi nó sẽ cho số nào hay số nào. Cái quan trọng nhất là chúng ta biết áp dụng thôi. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu của bài này nhé. Chúng ta làm bài tập này là bài tập mức độ sách bài tập gì đấy. Trong sách bài tập có sách còn ghi đây là bài tập đánh dấu sao cơ. Bài tập khó. Tại vì là trong sách giáo khoa của chương trình mới người ta lại không cho công thức này. Nhưng chương trình cũ lại có. Đấy. Thì bây giờ chúng ta xử lý bài này như sau. Đó là chúng ta chỉ cần viết thầy cơ chế điện phân, ta viết thầy là cathode cực âm, anode cực dương. Trước khi em giải thì em tính hộ thầy NE trao đổi luôn. Bằng IT chia F. Tính trước đã, rồi chúng ta viết cơ chế, rồi tính toán là thuận tiện. Em bấm thầy NE thì bằng IT chia F. Thì nó sẽ bằng I thì nó là 9,65A. T 1 giờ thì phải đổi ra giây. 1 giờ thì bằng 3.600 giây. F thì nó bằng 96.500. Thế thì chúng ta bấm thầy số mol E trao đổi là 9,65 nhân với 3.600 chia cho 96.500 thì nó sẽ bằng là 0,36 mol. Đấy. Thì đây là cơ chế điện phân. Bên cathode thì em có thể bắt đầu em làm thì em cứ liệt kê cẩn thận là Cu2 cộng với nước. Anode thì nó là SO42 trừ và nước. Bây giờ các em làm đi rồi các em trả lời thầy là khối lượng cathode tăng là bao nhiêu gam nhé. Các em ơi, em không phải viết phương trình điện phân đâu, em chỉ viết cho thầy cái cơ chế của nó thôi. Chỉ cần viết cơ chế cathode anode có gì. Đấy. Ví dụ ở đây tôi chỉ cần viết là Cu2 cộng nhận 2E về Cu. Bên này là nước biến thành 4H cộng cộng O2 cộng 4E. Đấy. Một vậy thôi, điền số mol là xong. Giải đi. Thầy muốn tất cả chúng ta trả lời thầy được câu A là khối lượng cathode tăng là bao nhiêu. Em cứ hình dung thầy là đồng sinh ra nó sẽ bám vào cathode. Đúng không? Chúng ta hiểu nó giống như cái tủa này. So easy, đúng không?
Thì bây giờ chúng ta tính nhá, thì chúng ta thấy ngay là số mol E trao đổi nó bằng 0,36. Thì cái bài này là giống kiểu bài toán lớp 8 thôi mà. Cái này là 0,36 này. Thì số mol đồng sinh ra nó sẽ là 0,18 đơn vị là mol. Được chưa? Thế còn bên anốt thì NE trao đổi của mình nó là 0,36. Cái NE ở đây chính là số mol electron trao đổi. Chính là số mol E cho với lại số mol E nhận đấy các em. Vậy thì bây giờ anh này là 0,36 thì tôi chia cho 4 thì oxygen nó sẽ là 0,09 mol. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta bấm thôi. Nó bảo em là tính khối lượng ca tốt tăng. Thì bây giờ chúng ta ghi cho thầy là M của ca tốt tăng chính là M của đồng. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ tôi bấm là 64 nhân 0,18 là xong. Đấy em nhớ thầy là cái kim loại đồng nó sinh ra á, nó sẽ bám vào ca tốt nên làm cho khối lượng ca tốt tăng lên thì nó là 11,52 gam. 11,52 gam. Thế còn ở đây nó bảo là tính thể tích khí tại anode. Thì chúng ta có câu B là V khí tại anode chính là V của oxygen. Em bấm thầy là 0,09 nhân với 24,79 thì sẽ ra kết quả. Em bấm là 0,09 nhân 24,79 là ra kết quả là 2,2311 lít. Thì đấy là lời giải cho cái ví dụ này. Thế bây giờ thầy làm mẫu một bài nhé. Các em phải chủ động em làm đấy chưa? Chứ bây giờ chúng ta sẽ không đợi thầy nữa. Chúng ta sẽ không đợi thầy nữa. Bây giờ các em chủ động em ghi thầy ví dụ số 2. Và thầy yêu cầu các bạn là trong khoảng 3 đến 5 phút là chúng ta phải làm xong. Đấy. Em ghi thầy ví dụ thứ hai là điện phân dung dịch. Điện phân dung dịch AgNO3. Được chưa? Điện phân dung dịch AgNO3. Chúng ta có cái dung dịch này thì bây giờ tôi cho các bạn nó có chứa là 0,2 mol chất này với cường độ dòng điện Y bằng. Chúng ta ghi đi, với cường độ dòng điện Y bằng thì vẫn cho là 9,65 ampere. Nhưng mà thời gian điện phân T bằng 30 phút. T bằng 30 phút. Được chưa? Yêu cầu rất đơn giản là tính khối lượng dung dịch giảm. Tính M dung dịch giảm. Thầy sẽ cố gắng thầy ra đề với những cái ngôn ngữ cái khác nhau để chúng ta hiểu là khi người ta nói cái này là chúng ta phải trả lời như thế nào. Đấy. Thì như bài trên nó sẽ yêu cầu là tính khối lượng ca tốt tăng và tính thể tích khí tại anode. Nhưng mà bài dưới này thì nó yêu cầu là tính khối lượng dung dịch giảm. Thì bây giờ thầy nói các em luôn là dung dịch giảm là cái gì thì em phải hình dung thế này. Kim loại đồng sinh ra nó sẽ bám vào ca tốt nên là đồng nó không còn nằm trong dung dịch nữa. Khí oxygen sinh ra nó thoát ra khỏi dung dịch rồi. Nó thoát ra từ anode và thoát ra khỏi dung dịch. Vậy thì cái thằng oxygen cũng không nằm trong dung dịch nữa. Vậy thì khối lượng dung dịch giảm là khối lượng của những chất nào kết tủa và những chất nào bay hơi. Vậy thì chúng ta sẽ cộng đồng với oxygen lại. Thì thay vì thế bây giờ chúng ta làm thầy ví dụ số 2, được chưa? Thì bây giờ dung dịch giảm thì nó chính là khối lượng kim loại bạc bám vào cathode và khối lượng của khí thoát ra nhá. Thế bây giờ các em chủ động em làm đi và thầy muốn các em phải trả lời cho thầy cơ. Chứ còn đừng để thầy phải làm nữa. Đây là AgNO3. Chỗ này nó là ca tốt. Cực âm. Đây là anode cực dương. Ca tốt cực âm nó có Ag cộng với nước. Anode cực dương nó sẽ có NO3 trừ với nước. Ok chưa? Thế bây giờ chúng ta chủ động ra làm đi. Trước khi em làm thì em nên bỏ máy tính em bấm hộ thầy NE trao đổi cho nó dễ. Thì tôi lấy Y nhân T chia cho F. Thay số vào nhé. Các em làm thầy trong vòng 3 phút là phải làm xong. Các em làm đi.
Cái làm xong chúng ta comment nhé. Comment cho thầy xem nào cái dung dịch giảm bao nhiêu gam. À, chúng ta nhớ là phải đổi phút ra giây, được chưa? Chúng ta có y là 9,65 này, nhân với phút là 30 nhân 60 đổi ra giây là 1.800 giây, chia f là 96.500, thì cái NE trao đổi của nó là bằng bao nhiêu? Tôi có 9,65 nhân với 30 nhân 60 chia cho 96.500 thì nó sẽ là 0,18 mol. 0,18 mol, được chưa? Thế bây giờ nó bảo em là tính khối lượng dung dịch giảm, thì em chỉ cần viết đúng cơ chế là Ag cộng nhận 1E về Ag. Bên này là nước biến thành 4H cộng cộng O2 cộng 4E. Ở bài này thầy nói thêm các em một chút, đó là nó lại cố tình nó cho AgNO3 của mình nó là 0,2 mol. Thì nó cho cái AgNO3 là 0,2 mol có dụng ý gì? Thì ví dụ nhé, ví dụ em biết cái này nó là 0,18 thì em tính được anh này là 0,09, anh này 0,09 rồi. Nhưng mà ví dụ bây giờ em có NE nó là 0,5 đi. Ví dụ NE là 0,5 mà anh này mới có 0,2 thì anh này ở đây mới trao đổi có 0,2 mol thì chưa đủ. Thì lúc này là sau khi Ag cộng điện phân xong thì lúc này phải tiếp tục phải có nước điện phân ở đây tiếp. Bên này thì tiếp tục có nước thì lúc này nó sẽ có nhiều nấc hơn. Hình dung không? Nhưng mà ở bài này thì vì NE nó có 0,18 mà Ag cộng mới có phản ứng là 0,09 thì có nghĩa là AgNO3 nó đang dư thì mình không quan tâm nữa. Được chưa? Đấy. Cái lượng phản ứng của mình ở đây mới có 0,09 thôi. Bên này thì mình cứ điền cho thầy đây là 0,18 mà chia cho 4 thì là 0,045. Thế khối lượng dung dịch giảm ấy. À, thầy xin lỗi, thầy bị đần rồi. Em ơi, 0,18 chứ. 0,18. Đấy, thì khối lượng dung dịch giảm thì nó sẽ bằng khối lượng bạc kết tủa cộng khối lượng oxygen bay đi. Vậy ta có ngay là M dung dịch giảm. Thầy cứ quen bên trên là đồng cho 2E, nhận 2E bằng M bạc cộng với M oxygen. Được chưa? Thay số, tôi có 0,18 nhân 108 cộng với 32 nhân 0,045. Đấy, thì bây giờ chúng ta bấm nha. 0,18 nhân 108 cộng với 0,045 nhân 32 thì kết quả của mình nó sẽ là 20,88 gam. Được chưa? Đấy là lời giải cho câu này. Để em ghi lại thầy là 20,88 gam. Xong. Nhớ là dung dịch giảm gồm có chất kết tủa và chất bay đi. Xong cái bài này. Nhưng mà chúng ta sẽ làm rất nhiều ví dụ đấy em ạ. Ở đây hôm nay thầy dạy luôn chúng ta phương pháp giải bài tập mà. Nếu mà dạy mỗi lý thuyết không thì xong lâu rồi. Nhưng mà chúng ta phải làm nhiều bài tập mới giỏi được. Em ghi tiếp thầy ví dụ số 3. Đấy. Ví dụ số 3. Đấy, ví dụ kia thì các bạn đều làm đúng đấy. Bạn Hải Anh, bạn Quang Minh, Diệu Thảo, Đức Huy, Mai Chi, Đức Trịnh, Phương Anh, Phương Trang, Đình Bảo. Nhiều bạn khác chả thấy trả lời. Ví dụ số 3 em ghi thầy là điện phân dung dịch KCl. Nhá, điện phân dịch KCl. Tôi cho dung dịch này dư trong thời gian 30 phút. Trong thời gian 30 phút, được chưa? Phải cường độ dòng điện Y bằng cũng 9,65 ampere. Được chưa? Mở ngoặc biết hằng số Faraday F bằng 96.500 coulomb trên mol. Cái này thì em chép được không chép không sao, chúng ta lại biết rồi. Yêu cầu là sau phản ứng điện phân đấy thu được 2 lít dung dịch X có pH bằng bao nhiêu. Đi thi thì có thể hỏi thành bài tập pH. Bài này thầy bịa nhé. Số có thể là hơi xấu thì chúng ta cứ tính bình thường. Đầu tiên chúng ta tính thầy NE trao đổi thì nó bằng IT chia F. Thì em cũng tự bấm nó là 0,18 mol giống bài trên. Được chưa? 0,18 mol giống bài trên. Đấy. Bây giờ thầy muốn các em đó là chúng ta viết thầy được cái cơ chế điện phân KCl. Thì thầy bảo các bạn này chúng ta phải đọc kỹ là cái ion gì nó bị điện phân. KCl nhé. Bên này là cathode cực âm. Bên này anode cực dương. Em viết đi. À, trong lúc các em làm thì thầy nhắc lại công thức cho chúng ta này. pH thì nó bằng trừ log của nồng độ H cộng. POH thì nó bằng trừ log của nồng độ OH trừ.
Bài này nó có ion gì chúng ta sẽ tính ion đó. Và pH cộng POH thì nó luôn bằng 14. Thì cái kiến thức này chúng ta đã nắm được rồi. Em nào quên thì xin mời chúng ta ghi lại. Đấy thì các em xử lý đi. Em cứ tính cho thầy được nồng độ ion OH trừ hoặc H cộng để chúng ta tính được pH ngay. Đây là cái phần kiến thức. Ông nào quên thì ghi lại. K tốt thì lúc này mình sẽ có là K cộng với nước. Anode thì mình có Cl trừ với nước. Đấy. Sau đó chúng ta xử lý. Cơ chế thì chúng ta biết là K cộng không bị điện phân. Vậy thay vào đó là nước. Nhận 2E biến thành 2OH trừ cộng H2. Thế còn bên này nó là Cl trừ biến thành Cl2 nhường 2E. Chúng ta nhìn thấy ngay bài này nó đang có OH trừ. Đấy thì chúng ta tự tính đi. Những cái bài này thầy nói thật các bạn nó rất là dễ. Nó chỉ là bảo toán E rất bình thường thôi. Nhá, thầy đợi chúng ta khoảng 3 phút chúng ta trả lời thầy đi. Rồi, ok các em. Đấy, bây giờ thầy sẽ chữa xem pH bằng bao nhiêu nhé. Chúng ta có Ne trao đổi là 0,18. Đấy, thì cái này nó là 0,18 này. Thì cái OH trừ đây nó cũng là 0,18 mol. Còn nói thật là bên kia nó có quan tâm cái gì cũng chả cần đề cập đến. Nó chỉ hỏi mỗi pH thôi. Thì lúc này em tính thầy nồng độ của ion OH trừ. Thì nó sẽ là 0,18. Chia thể tinh dịch sau khi điện phân là 2 lít. Thì nó bằng 0,09 m. Vậy thì lúc này chúng ta bấm thầy POH thì nó bằng trừ log của 0,09, đúng không? Trừ log của 0,09 thì chúng ta bấm cho thầy đi, trừ ship log à. Thì nó sẽ bằng là 1,046. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ có pH lấy 14 trừ đi 1,046 thì nó sẽ bằng bao nhiêu đây? 12,954. 12,954 và 12,95 đều được. Rồi ok, bạn Lê Quang Minh, bạn Phương Trang, Đình Bảo, Mai Chi, Đức Trịnh, Sơn Hải, Đức Huy, Huy Trần, Phương Vi đều trả lời được. À, chúng ta đang xét ở đây là điện phân một chất. Thế bây giờ thầy dạy luôn các em cái bài điện phân hai chất thì xử lý thế nào. Cái buổi ngày hôm nay rất quan trọng nhé. Mình không chỉ học bộ lý thuyết đâu, mình học cả phương pháp giải bài tập. Em ghi tiếp thầy ví dụ số 3. Đấy. Ghi ví dụ số 3. Là điện phân dung dịch số 4. Điện phân dung dịch viết tắt được. Gồm có CuNO3 2 lần. Nó cho em là 0,1 mol. Và AgNO3 0,2 mol. Được chưa? À, trong thời gian T bằng 1 giờ, cường độ dòng điện I bằng 9,65 ampe. Chúng ta cứ dùng mấy cái số hay gặp này bấm cho nó nhanh. Đấy chưa? Sau này vào bài cụ thể thì nó có thể cho số khác. Yêu cầu nó rất đơn giản như sau. Đó là tính M dung dịch giả. Đấy. Tính khối lượng dung dịch giả sau điện phân. À, nhìn cái bài này đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi nó điện phân hai chất thì chúng ta làm thế nào? Đấy.
thầy cũng sẽ bắt đầu làm mẫu chúng ta một bài. Em ơi, lúc này ở giữa thì em chả cần ghi chất nào cũng được, em phải ghi mỗi ca tốt a nốt thôi nhé. Sau này em làm nhiều thì thậm chí cái chữ ca tốt em chả phải ghi. Có ai chấm em cái điểm a nốt ca tốt đâu. Chẳng qua ở đây mình ghi để mình tự hình thành trong đầu mình một cái tư duy, sau này mình cứ viết như thế cho nó tiện. Ở chúng ta thấy ngay là tại ca tốt là cực âm thì nó sẽ thu hút các ion dương, thì nó gồm có Ag cộng, Cu2 cộng và nước. Còn bên anốt nó chỉ có mỗi N3 trừ và nước thôi. Đấy là cơ chế. Nên dĩ nhiên là trước đó thì em bấm hộ thầy Ne thì tự bấm nó là 0,36 mol nhé. Thì tại vì cái con số này thầy cố gắng thì dùng lại cái số vừa dùng để đỡ mất công cho chúng ta. Ne là 0,36. Chúng ta bấm được, đúng không? Đấy. Tự bấm thầy Ne 0,36. Bây giờ chúng ta viết cơ chế. Nhưng mà chúng ta lưu ý hộ thầy này, cái điện phân này á, nó tuân theo đúng trình tự trong giải điện hóa. Anh nào có tính ô xóa mạnh hơn sẽ bị điện phân trước. Chúng ta đã ghi chú ý rồi. Thế bây giờ Ag cộng với Cu2 cộng thì anh nào có tính ô xóa mạnh hơn thì anh ấy sẽ bị điện phân trước. Và anh ấy phải điện phân xong thì anh còn lại mới bị điện phân. Vậy thì tôi sẽ có cơ chế là Ag cộng nhận 1E về Ag. Đây là bước đầu tiên. Được chưa? Sau bước này xong thì nó sẽ đến Cu2 cộng nhận 2E về Cu. Nếu đến đây mà vẫn chưa xong thì chúng ta sẽ còn điện phân tiếp tục là nước. Đấy. Nhưng bây giờ chúng ta cứ tạm dừng đây đã nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau tính toán này. Em liệt kê cho thầy là Ag cộng đề cho bao nhiêu? Đề cho 0,2 mol. Thì đây là 0,2. Mà tổng Ne của mình là 0,36 cơ. Chưa đủ. Chưa đủ, vậy thì chỗ này là 0,2, chỗ này là 0,16. Thì anh này phản ứng mới có 0,08. Anh này là 0,08. Đến đây là dừng. Tại vì cơ chế đến đây là hết. Bên đồng hay cộng vẫn còn dư mà. Đồng hay cộng nó cho là 0,1. Nó vẫn còn dư. Đó. Bên này em viết tiếp cho thầy cơ chế đi. Là nước. Như thế nào đó. Sau đó thầy sẽ để chúng ta tự làm tiếp nhé. Là chúng ta tính cho thầy là khối lượng dung dịch giảm. Là kết thúc. Khối lượng dung dịch giảm thì gồm có gì? Gồm có bạc sinh ra kết tủa bám vào cathode, đồng sinh ra kết tủa bám vào anode. Và bên kia là cái gì? Chúng ta tự làm. Đấy. Cái mấu chốt là chúng ta nắm được đúng trình tự thôi. Anh nào ô xóa mạnh hơn điện phân trước? Em mà viết sai trình tự là em sẽ ra kết quả sai đấy. Các em làm rồi chúng ta trả lời nhé. Lúc này thì quen quá rồi nhờ. Đấy. Hiểu bài chưa? Hiểu bài chấm comment thế này. Thì cái này là biến thành 4H cộng cộng O2 cộng 4E. Những ai đã hiểu bài thì chấm comment để xem nào. Chúng ta có Ne là 0,36 thì chúng ta chia cho 4 thì anh này là 0,09. Đúng chưa? Thế dung dịch giảm, M dung dịch giảm thì chúng ta sẽ bấm thầy M bạc kết tủa cộng M đồng kết tủa cộng với M oxygen bay đi. Đúng chưa? Đấy. Kiểm tra xem kết quả bao nhiêu. Chúng ta có 108 nhân 0,2 cộng 64 nhân 0,08 cộng 32 nhân 0,09. Rồi, kết quả là 29,6 gram. Đấy, đã hiểu bài rồi đấy. Các bạn đều trả lời đúng. Ví dụ bạn Trần Minh Hiếu, Phương Trang, Quang Minh, Lê Quang Minh, Huy Trần, Hồ Phương Anh, Đức Trịnh, Đức Huy, Sơn Hải, Bảng Anh, Đình Bảo, Phương Vi, Nguyễn Quang Anh. Ok. Đấy là xong cái ví dụ số 4. Bây giờ chúng ta làm thêm một ví dụ nữa là hôm nay chúng ta trọn vẹn luôn. Được chưa?
Em ghi tiếp thầy ví dụ số 5. Ví dụ số 5. À, thầy vẫn sẽ sử dụng mấy cái điện phân dùng cái thời gian bên trên nhé. Dung dịch lúc này nó gồm có CuSO4. CuSO4. À, anh này của chúng ta nó sẽ là cho 0,1 mol. Và NaCl đi. NaCl nó cho em 0,4 mol. Được chưa? Dung dịch gồm hai anh này với cường độ dòng điện Y bằng 9,65 ampere, thời gian T bằng 1 giờ. À thầy nói luôn các bạn là các cái bài trên đề bài á, mấy cái đề bài trên thầy đều cho cái đề bài thực tế thầy đang cho tắt đấy, nó phải tự hiểu là điện cực trơ. Em ơi em chú ý hộ thầy là cái điện cực của chúng ta đang xét trong những bài tập ví dụ này nó là điện cực trơ. Điện cực trơ có nghĩa là nó không phản ứng với các chất sinh ra. Bởi vì em phải hiểu ví dụ như oxygen nó sinh ra này, nếu mà điện cực nó có than trì hay có những cái khác ấy, thì nó có thể phản ứng với oxygen. Hoặc là điện cực của chúng ta mà nó bằng thép chẳng hạn, thì cái H cộng có thể hòa tan được cái lớp thép đó. Nên là chúng ta đang xét ở đây là đang xét trong trường là điện phân với điện cực trơ. Em có thể ghi cho thêm cho thầy vào bài này là điện cực trơ. Điện cực trơ nó là điện cực mà không phản ứng với các chất sinh ra. Thường nó sẽ làm bằng graphite. Được chưa? Cái này thì nói sao? Đấy, điện cực trơ. Em thích thì em ghi vào cũng được. Được chưa? À, hỏi M dung dịch giảm. Đấy. Bây giờ xin mời các bạn xử lý theo bài tập tương tự. Thầy nghĩ là đến đây chúng ta biết làm rồi, nhưng mà cái mấu chốt ấy là cái cơ chế thôi. Cơ chế thì chúng ta phải cẩn thận. Cơ chế phải cẩn thận. Chúng ta liệt kê cho thầy là bên cathode thì nó có gì, anode có gì. Nhá. Em làm nhiều thì em liệt kê thầy cathode nó có Cu2 cộng này, Na cộng. Bên anode thì nó có Cl trừ, SO42 trừ và nước. Đấy. Các em chủ động em làm thầy cho này. Sau này vào bài thi làm nhiều thì bỏ qua cái bước viết cathode anode luôn. Phang thẳng luôn. Đấy. À, bây giờ nhé, chúng ta nhớ hộ thầy là cái cơ chế điện phân ấy là mình sẽ viết đến khi nào đủ số mol E thì mình dừng lại. Nhớ chưa? Viết đến khi nào đủ số mol E thì dừng lại. Thì ví dụ bài này thì NE của mình nó vẫn là 0,36 đi. Vẫn là 0,36. Đấy. À, các em chú ý hộ thầy bên này này. Đồng 2 cộng nhận 2E về đồng. Bên này là Cl trừ biến thành Cl2 nhường 2E. Nếu mà đến đây chưa đủ thì nó phải tiếp tục cái nấc tiếp theo. Có nghĩa đồng 2 cộng đã hết ấy, thì sau đồng 2 cộng đến anh gì? Ví dụ như bài này tôi gợi ý là nước này. Đúng không? Bên kia Cl trừ liệu đã hết hay chưa? Đấy thì chúng ta cứ chủ động chúng ta làm cho thầy. Rồi xem chúng ta có làm ra kết quả hay không. Mấy bài này toàn là thầy bịa thôi. Thầy bịa nên là thầy cũng chưa nắm được kết quả đâu. Bởi vì thầy muốn tận dụng các con số mà chúng ta đã tính toán bên trên để đỡ mất công tính đi tính lại. Rồi, các bạn xử lý. Tính đến khi nào đủ 0,36 thì dừng nhé.
Chúng ta sẽ thấy ngay là đồng ở đây á, nó mới có 0,1 thôi. Đồng mới có 0,1 mà NE của mình là 0,36 đúng không? Đấy, NE là 0,36. Bây giờ chúng ta xử lý thế này nhé. Đồng của mình ở đây là 0,1 thì cái NE của mình đây là 0,2. Cái này mới có 0,1. Được chưa? Chưa đủ. Vậy thì nước sẽ tiếp tục điện phân. Thì nước nó sẽ nhận 2E biến thành 2OH trừ cộng H2. Ở bên chỗ nước thì em phải hiểu trong dung dịch thì nước nó là vô biên. Nên cái này là 0,36 tôi trừ đi 0,2 thì anh này sẽ là 0,16. Cái quan tâm của mình nó là cái H2 này. Thì ở đây nó sẽ là 0,08. Bởi vì dung dịch giảm là những cái kim loại kết tủa và những cái khí bay đi. Đúng chưa? Thế bên này thì chúng ta sẽ thấy ngay là Cl trừ để đang cho NaCl là 0,4. Thì nếu mà tôi ướm vào đây là 0,4 thì chỗ này nó là 0,4 thì nó quá rồi. Ne nó chỉ có 0,36 vậy thì Cl trừ vẫn chưa hết. Thì em điền đây 0,36 thôi. Thì đây nó sẽ là 0,18. Cl trừ còn dư. Bởi vì Cl trừ nó mới có phản ứng 0,36 à. Mà ban đầu nó là 0,4. Đây này, ban đầu nó cho 0,4 đây. Thì nó còn dư. Nên đến đây thì chúng ta tính dung dịch giảm. Dễ quá rồi. M dung dịch giảm sẽ bằng M đồng kết tủa cộng MH2 bay đi cộng với MCl2 bay đi. Đúng chưa? Thay số là xong. Nhá. Đấy là lời giải cho câu này. Các em bấm nốt thôi. Xem kết quả bao nhiêu. Chúng ta sẽ có kết quả là 6,4 cộng 0,16 cộng 71 nhân 0,18 thì nó sẽ bằng là 19,34. Em kiểm tra xem là có đúng 19,34 gram hay không. 19,34 gram. Đấy là lời giải cho cái ví dụ số 5. Chúng ta làm 5 ví dụ này là chúng ta cũng đã ok rồi. 5 ví dụ này được rồi. Chúng ta sẽ có thêm những bài tập trong tài liệu của chúng ta và chúng ta sẽ chữa dần dần. Cái nội dung quan trọng nhất là ta nắm được cái cơ chế thôi. Thực tế bạn nào mà chưa thành thạo làm bài tập trong ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đừng sợ, chúng ta cứ tích lũy dần dần. Em có thể làm lại những bài này cũng được. Cái phần bài tập ấy thì thầy nói luôn các bạn, nó là trong sách giáo khoa thì người ta không cung cấp công thức tính số mol E trao đổi. Nhưng mà trong sách bài tập thì thầy có khảo sát cả 3 bộ sách thì số lượng bài tập nó rất là ít. Thì ví dụ em cứ hình dung thầy cả một chương điện phân ấy, thì người ta chỉ đề cập đến khoảng 2 hoặc 3 bài tập thôi. Và nó cũng chỉ ở mức độ này là cùng. Nên là chúng ta lưu ý cho thầy là nhưng mà trong bài tập nó sẽ cho em thêm cái công thức tính điện lượng là Q bằng I nhân T thì bằng N nhân F đấy. Thì chúng ta có thể tận dụng để chúng ta tính ra cái NE trao đổi. Nhưng ở đây chúng ta học thuộc luôn. Chúng ta học thuộc trước để chúng ta tính toán cho nó thuận tiện. Đấy. Và cái mấu chốt trong cái phần tính toán nó vẫn là cái cơ chế thôi. Em viết đúng cơ chế nên em sẽ tính được. Nhá. Thì thầy sẽ có thêm những cái bài giảng để luyện cho chúng ta thêm cái phần tính toán này. Còn hiện nay là chúng ta vẫn đang học tù mù bởi vì là chưa biết là trong đề của Bộ Giáo dục Đào tạo thì cái phần điện phân này người ta sẽ ra như thế nào. Đấy. Thì chúng ta cứ học thôi. Được chưa? Đấy. Thầy sẽ có một series bài giảng về các phương pháp giải bài tập điện phân cho chúng ta. Ok, thì bây giờ chúng ta sang cho thầy cái phần tiếp theo đi. Em chép nốt đi, chúng ta sang phần tiếp theo. Rồi, chúng ta vừa rồi có phần điện phân dung dịch. Đúng nhỉ? Bây giờ xin mời chúng ta sang thầy mục 4 La Mã. 4 La Mã là ứng dụng của điện phân. Ứng dụng của điện phân. Thầy nhắc các em như cái công thức NE bằng IT chia F, công thức đấy siêu quan trọng đấy. Học công thức đi. Ứng dụng của điện phân. Kiểm tra giúp thầy lại cái M dung dịch giảm bên trên nhé. Nhớ thầy tính bậy. Đúng chưa các em ơi? Đúng chưa, để thầy đỡ phải quay lại. Sau đó chúng ta sang thầy phần ứng dụng của điện phân. Bài thầy bịa thầy không biết kết quả đâu. Chúng ta ghi thầy mục 1 nhỏ. Sản xuất kim loại. Ứng dụng của điện phân. Ứng dụng đầu tiên là sản xuất kim loại. Đấy. Thì chúng ta kể cho thầy một cái trục số ra. Nó chính là cái dãy điện hóa mà.
Thì chúng ta có cái dãy hoạt động kim loại này hay là chúng ta có thể hiểu dãy điện hóa cũng được. Thì bắt đầu từ đầu tiên là kali, tới chỗ này là nhôm, thì người ta sẽ phải điện phân nóng chảy. Nhớ chưa? Là cái điện phân nóng chảy áp dụng điều chế các kim loại hoạt động mạnh từ đầu dãy tới kali. Nhưng mà chúng ta đóng ngoặc vuông tại kali, tại tại nhôm nhé. Từ đầu dãy tới nhôm, đóng ngoặc vuông tại nhôm. Và thầy lưu ý các bạn đóng ngoặc vuông tại nhôm lấy cả tại nhôm. Còn sau nhôm ấy là sẽ điện phân dung dịch. Được chưa? Đấy. Chúng ta đọc cái câu là khi bà cần nam may áo giáp sắt rồi. Đây, ví dụ khi bà cần nam may áo giáp sắt đúng không? Giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Đấy. Hàng Á Phi Âu chẳng hạn, ví dụ thủy ngân, Ag, platin, Au. Thì những cái anh đằng sau này là phải điện phân dung dịch. Đấy là chúng ta hình dung cho thầy là những anh nào hoạt động mạnh thì sẽ điện phân nóng chảy. Anh nào hoạt động trung bình và yếu thì chúng ta sẽ điện phân dung dịch. Nhớ nhé. Ok. Nhưng mà trong đây á thì nó có một cái bài toán mà chương trình phổ thông cũ thì nó học riêng một chương về nhôm, nhưng mà chương trình phổ thông mới bỏ hết phần nhôm, nó chỉ học đúng một phần liên quan đến nhôm thôi, đó là điều chế nhôm. Thì chúng ta đánh cho thầy dấu sao ở đây là điều chế nhôm. Đấy. Thầy không hiểu sao bây giờ vẫn có giáo viên, thầy đang dạy lớp 11 thì vẫn có giáo viên cho học sinh làm mấy bài tập này cho NaOH và muối của nhôm, bài tập kiểu chương trình cũ ấy. Chương trình mới bây giờ nó bỏ nhôm 99,99% rồi. Nhôm bây giờ là trong chương trình mới nó học đúng cái chỗ đánh dấu sao này thôi. Mà không hiểu sao giáo viên nó vẫn còn cho được những cái bài từ cách đây 40 năm. Nhôm bây giờ người ta có học ở đâu? Người ta học mỗi điều chế nhôm thôi. Chương trình phổ thông mới bỏ nhôm 99,9% rồi. Học đúng có mấy cái dòng này thôi. Ngày xưa nó học thành một chương. Thời bọn thầy học ngày xưa là một chương. Học mấy tháng mới xong. Thì đúng là có những cái bài tập nó cho kiềm và dung dịch muối của nhôm phải chia trường hợp. Tính kết tủa cực đại, cực tiểu, tính tính theo đồ thị, đúng không? Nhưng bây giờ thì không còn, không hiểu sao vẫn có người ta cho, chắc người ta không biết dạy gì người ta cho những bài tập cũ đây. Bây giờ chương trình mới không có nhôm nữa nhé, có mỗi phần này thôi, điều chế nhôm. Thì tại sao chúng ta phải học điều chế nhôm? Mà trên thế giới hiện nay người ta cũng ít khi học điều chế nhôm. Thì có một lý do đó là hiện nay trên thế giới chỉ còn có khoảng 3 đến 4 nước là điều chế nhôm thôi. Sản xuất nhôm, mặc dù nhôm là kim loại phổ biến nhất trên thế giới. Nhưng mà các nước khác nếu có mỏ nhôm bây giờ người ta cũng sẽ bán quặng đi thôi, người ta sẽ không sản xuất tại đất nước, bởi vì sản xuất nhôm nó cực kỳ ô nhiễm môi trường. Và hiện nay các nước nó đang hướng tới hành tinh xanh là hạn chế sản xuất nhôm mới, và người ta sẽ cố gắng tận dụng những cái nhôm phế thải để người ta tái sử dụng lại, được chưa? Chứ còn bây giờ trên thế giới hiện nay theo thầy tìm hiểu chỉ có một vài nước đang sản xuất nhôm, đó là Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc đang đang thu hẹp dần quy mô, Úc và Việt Nam. Đấy, thầy chỉ biết một số nước thôi. Còn các nước châu Âu hiện nay là người ta bỏ hết sản xuất nhôm rồi. Nếu họ có quặng thô họ cũng xuất khẩu đi thôi, chứ họ không sản xuất trong nước nữa. Bởi vì sản xuất nhôm cực kỳ ô nhiễm môi trường. Nên là tại sao trên xu hướng thế giới bây giờ nhôm người ta cũng sẽ chỉ tìm hiểu ở mức cơ bản thôi. Còn còn có mỗi Việt Nam mình và một số nước thì nó vẫn đang tìm hiểu về cái phương pháp điều chế nhôm. Bởi vì ở thực tế Việt Nam mình đang có mà. Trong khu vực Tây Nguyên ấy, là các tỉnh như là Đắk Nông, Lâm Đồng. Đấy, một số tỉnh đấy là đang có rất nhiều nhà máy aluminum là sản xuất nhôm. Thì cái điều chế nhôm thì chúng ta cần phải nhớ cái gì? Thì chúng ta nên ghi thầy vào trong vở. Đó là cái thứ nhất là nguyên liệu. Em ghi thành nguyên liệu. Ngày xưa học cái phần này lâu lắm, nhưng bây giờ chúng ta học có một tí vào đây thôi. Học riêng cái phần nhôm ấy. Nhưng bây giờ học có tí thôi. Nguyên liệu là người ta sẽ có quặng bô-xít. Quặng bô-xít. Chương trình cũ nó gọi là bô-xít, còn chương trình mới nó viết là bau-xi-te, chắc là đọc là bau-xít, quặng bau-xít có thành phần chính là Al2O3 ngậm hai nước. Đây là thành phần chính của nó. Dĩ nhiên là trong đấy nó thường lẫn cả đất cát, cả oxit của sắt, nó lẫn nhiều tạp chất. Thành phần chính là cái này nhé. Ngoài quặng bau-xít thì chúng ta có thêm than chì để làm điện cực. Than chì làm điện cực. Và có cryolit. Cryolit là một cái chất xúc tác. Đấy. Thì cái chất xúc tác này nó có vai trò gì tí chúng ta tìm hiểu. Thì công thức của nó là Na3 AlF6. Cryolit. Đấy, chúng ta có thể ghi vân vân.
Đấy là nguyên liệu đầu tiên. Cái thứ hai đó chính là phương pháp điều chế. Bài hôm nay vậy thôi mà siêu dài nhé. Phương pháp điều chế. Phương pháp điều chế thì chúng ta sẽ làm thành như sau. Đó là chúng ta sẽ loại bỏ tạp chất. Em có thể ghi bước 1 là loại bỏ tạp chất. Loại bỏ tạp chất. Bước 2 là điện phân nóng chảy Al2O3. Được chưa? Điện phân nóng chảy Al2O3. Thì đầu giờ chúng ta có ghi cơ chế rồi. Bây giờ ta chỉ cần viết mỗi phương trình thôi là Al2O3. Trên dấu mũi tên ta ghi thấy chữ điện phân nóng chảy cryolit. Cryolit là chất xúc tác. Thì nó biến thành Al và O2. Đầy nước bây giờ nó còn chả học về nhôm. Có mỗi Việt Nam một số nước vẫn còn đang học về nhôm. Mặc dù nhôm là kim loại phổ biến nhất trên thế giới. Thế bây giờ thầy nói thêm các em là cái vai trò của cryolit là gì? Đấy, thì đi thi, nếu mà thi về phần này người ta có thể có 4 cách thi. Cách thứ nhất là hỏi về cái phản ứng này. Hỏi về công thức của quặng bauxit, công thức của cryolit. Được chưa? Đấy là cách thứ nhất, nó có thể ra đề. Cách thứ hai nó sẽ hỏi vai trò của cryolit. Đấy, cách thứ ba người ta sẽ hỏi bài tập tính toán liên quan đến phản ứng này. Nhưng mà có một cách thứ tư là nó có thể đề cập đến cái vấn đề điện cực. Thì điện cực nó có bị ăn mòn hay không? Thì chúng ta sẽ đề cập đến tất cả các vấn đề người ta có thể hỏi. Thầy dạy lý thuyết rất kỹ nhé, không chỉ dạy lý thuyết trong sách đâu, mà còn đề phòng các trường hợp câu hỏi chúng ta để thầy ghi luôn. Em ghi thầy chú ý. Chú ý, đây cái chú ý cái quan trọng này. Một nhỏ là vai trò của cryolit. Của cryolit. Chịu khó ghi em nhé, những cái buổi lý thuyết của thầy dạy thì siêu dài rồi. Vì thầy dạy luôn cả phương pháp giải mà. Cryolit thì nó có vai trò quan trọng nhất là hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3. Em ghi thầy cộng đầu dòng thứ nhất là hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 từ 2070 độ C xuống còn khoảng 1000 độ. Khoảng đấy nhé. Có sách nó ghi là 2050 độ C xuống khoảng 970 độ, 980 độ. Nhưng mà nói chung là chúng ta cứ hiểu là cái khoảng nhiệt độ như vậy. Sẽ có nhiều người nghĩ thì hạ có tí vậy đáng kể gì. Nhưng mà nếu mà trong công nghiệp mà em hạ được 1000 độ á, em phải tiết kiệm chi phí hàng trăm lần. Thầy nói thật đấy, bởi vì để nâng nhiệt độ lên 2000 độ nó rất là khó khăn, rất là tốn kém nhiên liệu để đốt. Nhưng mà khi mình hạ xuống tầm khoảng 1000 độ á, mình tiết kiệm được rất nhiều thứ. Được chưa? Bởi vì điện phân nóng chảy nó phải dùng năng lượng là điện mà em. Thứ nhất mình tiết kiệm được điện này. Đúng không? Thứ hai là mình tiết kiệm được những cái thiết bị bình chứa vân vân, điện cực đủ các thứ. Nói chung là mình sẽ giảm chi phí hàng trăm lần. Có những câu chuyện kể lại rằng là cái thời kỳ đầu người ta sản xuất được nhôm ấy, giá nhôm thành phẩm nó đắt hơn cả vàng với bạc cơ. Đấy, đến mức mà vua của nước Pháp đã từng đổi các đồ bằng bạc trong cung điện lấy các đồ bằng nhôm để sử dụng. Nhưng mà sau đấy ông ấy hối hận. Vì đồ bằng nhôm ngày xưa nó sản xuất nó lẫn rất nhiều tạp chất và nó thường nhanh bị oxy hóa. Đồ bằng bạc nhìn vừa đẹp, vừa bền, bởi vì bạc nó gần như nó trơ mà. Đúng không? Ở nhiệt độ thường bạc cũng không phản ứng với oxy. Bạc chỉ phản ứng với ozone thôi. Nên là nói chung là đấy là sai lầm của ông vua đấy. Nhưng mà cái thời kỳ đầu sản xuất nhôm thì đúng là giá nó đắt. Giá đắt bởi vì nó khó sản xuất. Nhưng bây giờ thì giá nhôm nó rẻ rồi. Bây giờ giá nhôm nếu mà em mua của mấy bà đồng nát chắc chỉ có mấy chục nghìn một cân thôi. Đúng không? Đấy. Thì em ghi thầy hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, đây là vai trò quan trọng nhất nhé. Vai trò thứ hai là tăng tính dẫn điện. Tăng tính dẫn điện. Điện phân thì muốn điện phân được thì nó phải dẫn được điện. Tăng tính dẫn điện của hỗn hợp. Của hỗn hợp. Bây giờ nếu mà chúng ta điện phân mà chúng ta lại dẫn điện kém thì lúc đấy thì chúng biết để làm gì. Đúng không? Hỗn hợp này dẫn điện tốt thì chúng ta mới có hiệu quả cao được. Và tại sao vậy? Vì thực tế em để ý cái hợp chất này nó là hợp chất ion thì nó tăng lượng ion trong dịch lên và do đó là cái khả năng dẫn điện của hỗn hợp nó sẽ tăng lên. Và cái vai trò cuối cùng là ngăn cản Al sinh ra, Al tạo thành ấy, bị oxy hóa bởi không khí. Em phải hiểu là nhôm sinh ra nó sẽ tiếp xúc ngay với không khí và tiếp xúc với cả oxy nữa. Nên là nhôm nó có thể bị oxy hóa ngược trở lại thành Al2O3.
Nên là vai trò của Coriolis là có cả ba vai trò này. Thì vừa rồi là 2K, cái khóa vừa rồi là thi chuyên hóa của Sở Hà Nội, học sinh của thầy trúng câu này. Đấy, đứa nào mà học thầy thì trúng tủ câu này luôn. Trúng cả lý thuyết, trúng cả bài tập. Trọn vẹn 2 điểm thì vào. Mà chỉ cần 2 điểm xong là thêm được một bài nữa là đỗ chuyên. Vừa rồi Hà Nội lấy điểm chuyên tầm 4 điểm là đỗ rồi. Nên là chúng ta học mà chúng ta mà ăn may được ấy là ngon, đúng không? Thầy kể các bạn câu chuyện ngày xưa thầy không học khối B. Thầy có học tí gì chữ sinh được mà. Thầy không học một chữ gì sinh học luôn. Đấy. Nhưng mà thầy có ông anh họ, ông ấy rủ thầy đi thi, thi khối B. Ngày xưa thì thi khối A xong thầy đã biết thừa thầy đỗ top đầu ở nước rồi. Thì thầy biết thầy được 10 điểm toán là thôi thầy chả cần phải nghĩ gì nữa rồi. Chắc chắn là thủ khoa Á khoa đại học rồi. Nhưng mà thằng anh họ thầy nó cứ rủ thầy đi cho vui. Thế là thầy đi thi vì nó khối B, thi thủy sản Nha Trang. Nhưng mà ngày xưa, cái ngày xưa thời đấy quê thầy là cả làng thầy đi thi đại học thủy sản Nha Trang. Nhưng thi tại Bắc Ninh, thí sinh miền Bắc thi tại Bắc Ninh. Bởi vì sao? Bởi vì hồi đấy là đầu những năm 2000 Việt Nam mình mở cửa xuất khẩu với Mỹ. Ngày xưa là nó nổi lên những ông vua thủy sản ấy. Những cái thằng mà nó ở quê thầy nó khố rách áo ôm nhưng mà nó đi kinh doanh thủy sản nó xuất khẩu được ấy. Nhà thằng nào cũng hàng trăm tỷ. Bây giờ cũng đầy người cả trăm tỷ và nghìn tỷ. Nhưng mà thời đại này thì nó kém đi rồi. Nhưng thời kỳ bắt đầu mở cửa đất nước ấy, chúng nó giàu lên kinh khủng. Thế là cả làng thầy nó đổ xô đi học thủy sản. Đến chị gái thầy còn đi học thủy sản luôn. Đấy. Thế là nó rủ thầy đi thi. Thầy đi thi với nó thôi. Đi thi cho vui. Thì cái hôm đấy là 6 giờ sáng là thi. 6 giờ sáng là vào phòng thi. Nhưng mà 2 giờ đêm ấy, thầy bắt xe khách từ quê thầy đi Bắc Ninh để đi thi. Thì trên cái chuyến xe đấy thầy không biết chữ gì mà. Thầy vớ vẩn thầy mở sách ra môn sinh ra thầy đọc. Có nghĩa là dùng cái ánh đèn của cái xe khách thôi. Mà mình mở ra mình đọc. Mà mình đọc đúng cái bài kỹ thuật chuyển gen và plasmid. Và tôi nói bạn tôi trúng tủ câu đấy. Đấy chưa? Câu đấy hình như 2 điểm. Sau này có một số cái ý câu lung tung là giải thích quần thể tại sao gần bờ sông, xa bờ sông nó lại như thế này á. Thầy nhớ như thế. Thế là thầy ngồi thầy chém gió và thầy được 4 điểm rưỡi môn sinh mà thầy là thủ khoa đại học thủy sản Nha Trang luôn. 4 điểm rưỡi môn sinh. Nhưng mà ngày xưa thi tự luận em ạ. Đến thầy cô giáo dạy sinh của các em, nếu mà ngày xưa thi tự luận, các thầy cô của các em cũng chỉ tầm 6-7 này cùng. Vì ngày xưa thi tự luận nó khó lắm. Gần như môn sinh ngày xưa nếu mà thi tự luận, đứa nào mà giỏi lắm chắc được 8 điểm. Thế cái thằng anh của thầy là giải nhì học sinh giỏi môn sinh tỉnh Nam Định. Nhưng nó chỉ thi được có 4 điểm thôi. Thầy chả biết chữ gì, thầy chém 4 điểm rưỡi. 4 điểm rưỡi. Đấy, may hơn khôn em ạ. May như vậy. Có nghĩa là ngồi mở vở, mở sách để đọc đúng kỹ thuật chuyển gen vào plasmid. Thế mà trúng tủ luôn. Không, nghĩ chỉ được khoảng 1-2 điểm thôi. Em cứ hỏi mấy thầy giáo dạy sinh của em xem ngày xưa thầy thi môn sinh thì đại học được 8 điểm là thầy giỏi lắm rồi. Môn sinh thì thi tự luận em ạ. Tự luận. Anh họ thầy giải nhì học sinh giỏi tỉnh Nam Định. Cấp tỉnh nhưng mà thi điểm thấp hơn thầy. Mà ngày xưa thầy kể các bạn câu chuyện là thầy trong phòng thi môn sinh thì còn bị đau bụng cơ. Bị Tào Tháo đuổi, nói hơi thô, Tào Tháo đuổi. Không thể tưởng tượng nổi. Thế là mình vẫn vừa viết, thầy viết được khoảng 30 phút xong thầy nằm đấy, thầy gục xuống bàn thôi. Tại vì thầy xác định thi khối B là thi cho vui. Tại đi với thằng kia để động viên nó, để nó đi sang tỉnh khác, nó đi một mình, sợ ấy á. Sợ nó lại bị lừa đảo thế nào. Xong hai anh em đi với nhau, đi cho có bạn, có bè, có anh, có em. Kỷ niệm sẽ đi thi, vui. Vớ vẩn mà lại ngon nhỉ. Đấy là vai trò của Riolit. Cái thứ hai em ghi nốt đó thầy ấy. Cái thứ hai, cái Coriolis rất quan trọng rồi nha. Đi thi nó sẽ chuyển thành trắc nghiệm. Nó sẽ cho em, cho các vai trò Coriolis, nó hỏi số vai trò đúng chẳng hạn. Nó có 3 vai trò rồi nhé. Đứa nào mà nói thành 4 vai trò là toi. Chỉ có 3 vai trò này thôi. Và dĩ nhiên 3 vai trò này thì cuối cùng nó đưa đến là giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu suất phản ứng, đúng không? Rồi cái số 2 em ghi của thầy là điện cực. Điện cực anode làm bằng than chì. Làm bằng than chì. Vậy thì chúng ta thấy ngay than chì nó chính là carbon. Mà anode nó sinh ra khí oxygen, đúng không? Ta viết cơ chế ta biết anode sinh ra oxygen. Vậy thì điện cực anode bằng than chì phải thay mới liên tục. Phải thay mới liên tục. Vì sao vậy? Vì nó bị oxy hóa. Vì nó bị oxy hóa. Hay chính xác là bị ăn mòn. Chúng ta có phương trình là carbon cộng với oxygen sinh ra biến thành CO2. Sản phẩm chủ yếu là CO2 mà.
carbon cộng với oxygen biến thành cả CO nữa. Được chưa? Đây chúng ta viết phương trình để giải thích tại sao điện cực phải bị thay mới. À, sản xuất cái này thì nó thứ nhất là ô nhiễm môi trường, bởi vì là để tách được tạp chất ra khỏi quặng bauxit ấy, người ta phải dùng rất nhiều kiềm. Cái kiềm đấy nó ở pH rất là cao, tầm 14. Sau đó là nó trộn với đất cát, nó tạo ra một cái lớp gọi là lớp bùn ấy, nó rất là nhão, bùn đỏ. Cái bùn đỏ đấy mà không may nó bị thấm vào trong đất hoặc trong dòng nước, nguồn nước ấy, nó có thể gây hủy hoại môi trường. Và đặc biệt là gần như người ta có thể thống kê với pH lớn như thế thì không có sinh vật nào sinh sống được. Nên là đã từng có những cái tai nạn là cái vụ vỡ cái đập bùn đỏ ở Hungary. Thì nhớ thấy cách đây khoảng mười mấy năm, là cái đập đến chỉ có 60 tấn thôi. Em hiểu, có nghĩa là người ta đã đóng cửa nhà máy hàng mấy chục năm rồi, thì chỉ còn một cái lượng bùn người ta chưa xử lý xong. Cái bùn đỏ là cái sản phẩm của cái của quá trình ở đây này, quá trình xử lý quặng bauxit ấy. Thì người ta chưa xử lý xong thì nó bị vỡ, nó chảy xuống cái sông Danube thì phải, dòng sông lớn nhất châu Âu. Và hồi đấy là cả châu Âu bật chế độ thảm họa đấy. Người thì không chết nhưng mà cá, tôm, tất cả môi trường xung quanh dòng sông là chết gần hết. Người ta phải đổ thạch cao xuống để người ta kết tủa cái bùn đỏ đấy. Đấy là có một tí thôi, có 60 tấn nó không đáng kể. Nhưng mà những cái nhà máy ở trong Tây Nguyên của Việt Nam hoặc các cái nhà máy đang có trên thế giới á, nó phải hàng trăm triệu tấn. Hàng trăm triệu tấn. Nhưng ở nước Úc thì người ta vẫn sản xuất được nhôm, bởi vì cái địa hình của Úc chủ yếu nó là hoang mạc hay là sa mạc đấy. Thì nó ít khi tiếp xúc với nguồn nước ở khu vực đó, nên là kể cả nó có vỡ được bùn đỏ thì nó cũng chỉ tràn ra ngoài sa mạc thôi, thì nó không ảnh hưởng. Nhưng mà ở những cái nước mà nhiều sông hồ ao suối như Việt Nam mình thì mình phải cẩn thận. Đấy, nên là có một số thế lực thù địch của mình ấy, những thế lực phản động, người ta tận dụng cái vấn đề bauxit trong Tây Nguyên để người ta chống phá đảng, chống phá nhà nước. Thì dĩ nhiên em là người có học thì em cũng phải biết phân biệt đúng sai. Em có thể search những cái cụm từ bauxit Tây Nguyên trên Google, nó sẽ hiện ra hàng triệu kết quả mà toàn là bài báo phản động thôi. Nha, nhưng chúng ta đọc chúng ta sẽ loại bỏ những cái bài báo đấy, chứ đừng có bị chúng nó dắt mũi. Được chưa? Đấy, cái bauxit của chúng ta hiện nay đã cho bắt đầu có lãi rồi, và chúng ta mà cứ duy trì như thế thì nền kinh tế chúng ta tương đối tốt. Bởi vì cái nhu cầu về nhôm trên thế giới hiện nay là nhu cầu lớn nhất. Nhôm là kim loại phổ biến nhất và nhu cầu cũng là lớn nhất. Người ta dùng nó để đơn giản nhất là sản xuất tất cả các vỏ iPhone, vỏ điện thoại di động, vỏ laptop, đúng không? Các cái chi tiết trong nhà, khung cửa. Đấy. À, thậm chí là trong sản xuất hợp kim để sản xuất xe đạp, xe máy, ô tô, các cái máy móc vẫn phải dùng đến nhôm. Nên chúng ta nhớ thấy là nhôm hiện nay nhu cầu trên thế giới rất là lớn. Kể cả tất cả các vỏ lon nước ngọt ấy, lon Coca-Cola các thứ ấy, thì cũng là lon bằng nhôm mà. Người ta tái chế nó đấy. Hiện nay thì người ta đang xu hướng chính là tái chế. Bởi vì sản xuất nhôm nó ô nhiễm lắm mà. Nó cực kỳ ô nhiễm. Nhưng mà chúng ta mà kiểm soát được thì chúng ta lại thành bá chủ thôi. Rồi ok nhé. Đấy là điều chế nhôm. Chúng ta sang cho thầy phần tiếp theo nè. À, em đánh cho thầy một cái phần tiếp theo là hai nhỏ. Hai nhỏ. Em ghi thầy là tinh chế kim loại. Tinh chế kim loại. Chúng ta cố gắng ta ghi và ta làm bài, vì cái buổi lý thuyết này thầy không thể dạy chậm, không thể dạy quá nhanh được, mà phải dạy cẩn thận đầy đủ mọi thứ. À, tinh chế kim loại thì chúng ta xử lý như sau. Đó là, đây chính là một cái bài toán điện phân cũng hay thi. Đấy là em ghi thầy điện phân. Em ghi thầy hai chấm điện phân với anode tan được. Điện phân với anode tan được. Mở ngoặc. Để tinh chế các kim loại chủ yếu như đồng, bạc, vàng. Chủ yếu là chúng ta tinh chế các kim loại hoạt động yếu, đồng, bạc, vàng. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ ghi cho thầy nè, đánh cho thầy một cái dấu sao trong đây. Là trong phương pháp này, chúng ta phải nhớ cái này này. Trong phương pháp này, kim loại cần tinh chế. Ví dụ tôi cần tinh chế bạc đi. Cần tinh chế. Kim loại cần tinh chế dùng làm anode. Dùng làm anode. Nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ cắm nó với cực dương của nguồn điện. Đấy. Ví dụ tôi cần tinh chế một cục bạc, thì tôi sẽ để bạc làm anode. Được chưa? Phải. Điện phân dung dịch muối của kim loại đó. Cứ ghi đi. Muối của kim loại đó. Điện phân dịch muối của kim loại đó. Chấm phẩy. Ca tốt làm bằng kim loại đó tinh khiết.
Cái này là cái rất quan trọng. Đây là ứng dụng thực tế và hiện nay người ta tinh chế vàng, tinh chế bạc bằng cách này hết. Thầy đọc lại này, trong phương pháp này chúng ta cần phải nhớ ba cái thông tin. Cái thứ nhất đó là kim loại cần tinh chế thì dùng làm anode. Và chúng ta phải điện phân dung dịch muối của kim loại này. Và nhưng mà ca tốt thì nó lại phải làm bằng kim loại đó tinh khiết. Tại sao vậy? Bởi vì cái kim loại sinh ra nó sẽ bám vào ca tốt. Ca tốt mà nó là lẫn tạp chất thì không được. Nên ca tốt là phải làm bằng kim loại tinh khiết. Chúng ta có thể ghi một cái bài ví dụ lý thuyết thôi. Ví dụ tinh chế bạc thì người ta làm thế nào, hoặc tinh chế đồng đi. Tinh chế đồng từ đồng thô. Ví dụ bây giờ em đi khai thác ở mỏ với em thu được một cục đồng, nhưng cục đồng này có rất nhiều tạp chất. Thì làm thế nào ta thu được đồng tinh khiết? Thì em sẽ làm thầy như sau. Em ghi thầy hai chấm là em sẽ điện phân dung dịch CuSO4. Em không thích CO4 thì em dùng Cu khác cũng được, CuCl hại cũng được, với anode làm bằng đồng thô, nhớ nhá, làm bằng cái cục đồng thô đấy, đồng thô. Nhưng mà ca tốt ấy, cái này đi thi người ta sẽ hỏi là anode là bằng gì và ca tốt là bằng gì, nó hỏi lý thuyết thôi. An ca tốt thì làm bằng đồng tinh khiết. Đồng tinh khiết. Bây giờ thầy sẽ viết cơ chế chúng ta. Được chưa? Cơ chế của chúng ta bên này là mình sẽ có là ca tốt cực âm, anode cực dương. Em chú ý hộ thầy là có một số kim loại nó sẽ tan ra được nhé, khi chúng ta gắn nó làm anode. Chủ yếu là những thằng như kiểu là đồng, bạc, vàng, platin. Đấy. Anode lúc này nó làm bằng đồng. Anode là bằng đồng. Vậy thì đồng nó sẽ tan ra. Bởi vì nguyên tắc là anode là đồng nó bị oxy hóa mà. Nó biến thành Cu2 cộng. Nhường 2E. Được chưa? Anode là bằng đồng thô mà. Và điện phân dung dịch. Chúng ta đang điện phân dung dịch CuSO4. Thầy mô tả bạn nó rất là đơn giản thế này. Thế này. Là em có một cái bình điện phân. Thì em có hai cái điện cực. Được chưa? Có hai điện cực. Thì chúng ta hình dung thầy cái điện cực này là đồng tinh khiết. Đồng tinh khiết ta cứ gọi đồng 100% đi, cứ gọi vậy nhé. Còn cái điện cực này là đồng còn thô. Ví dụ đồng 60% đi, nó còn 40% tạp chất trơ. Thì người ta sẽ cắm cái anh này với cực dương của nguồn điện và bên này cắm với cực âm của nguồn điện. Và trong dung dịch này người ta đang để là CuSO4. Thì chúng ta hình dung thế này này, là cái kim loại đồng của chúng ta khi nó làm bằng đồng thô ấy, thì nó sẽ tan ra, nó để biến thành Cu2 cộng, có nghĩa là Cu2 cộng nó sẽ phóng vào trong dung dịch này. Được chưa? Và Cu2 cộng nó phóng trong dung dịch thì nó lại chạy sang bên ca tốt và nó sẽ bị nhận e để nó biến thành đồng, nên lượng đồng ở đây nó cứ bám vào bên ca tốt này này. Đồng sinh ra nó cứ bám vào bên ca tốt và chúng ta chỉ cần nhấc ca tốt lên là chúng ta sẽ thu được đồng. Và cái đồng đấy nó là đồng tinh khiết. Nên là ca tốt của mình nó phải làm bằng đồng tinh khiết để tôi thu được cái đồng sinh ra nó là đồng tinh khiết. Chứ còn ca tốt của chúng ta mà lẫn tạp chất thì không được nhá. Thì cái nội dung nó là như vậy thôi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay Cu2 cộng sinh ra nó sẽ chuyển sang bên này để nó tham gia điện phân, thì nó là Cu2 cộng lại nhận 2E về Cu. Đấy, chúng ta hình dung như vậy. Vậy thì chúng ta thấy ngay trong quá trình điện phân thì nồng độ của Cu2 cộng nó không đổi. Có nghĩa nồng độ của cái muối này nó không đổi. Vì sao vậy? Bởi vì bên này nó sinh ra bao nhiêu thì bên kia nó sẽ tiêu thụ bấy nhiêu. Đúng không? Đấy, bên này sinh ra bao nhiêu bên kia tiêu thụ bấy nhiêu. Nếu em cần viết phương trình điện phân thì em chỉ cần viết thế này này. Cái phương trình điện phân nhìn nó có vẻ hơi lạ nhưng mà nó là bản chất của phản ứng đó. Có nghĩa là phương trình điện phân là đồng hai đồng này. Được chưa? Đấy, cộng với đồng 2 cộng thì nó biến thành đồng 2 cộng cộng với đồng. Nhìn có vẻ hơi lạ nhưng mà nó là sự thực. Nó là đồng và biến thành đồng 2 cộng và đồng 2 cộng bên này lại biến thành đồng. Nhìn vậy thôi nhưng mà cái phương trình này có ý nghĩa đấy, đi thi nó hỏi đấy. Chúng ta hình dung như vậy là kim loại đồng biến thành đồng 2 cộng và đồng 2 cộng bên này lại biến thành đồng. Được chưa? Em có thể hiểu cái này là đồng này đồng thô. Nhưng mà đồng này đồng tinh khiết. Đó. Hình dung không? Nên là chúng ta sẽ thấy ngay có một cái nhận xét nữa, đó là nồng độ của đồng 2 cộng là không đổi. Không đổi. Bởi vì bên này mất đi bao nhiêu bên kia nó bù lại bấy nhiêu. Đấy. Nồng độ đồng 2 cộng là không đổi. Đấy là phương pháp tinh chế đồng thô. Tương tự như thế, nếu em muốn tinh chế bạc thì em làm thế nào? Thì em cũng sẽ điện phân một dung dịch của bạc là AgNO3. Đúng không? Anode thì em làm bằng bạc. Em làm bằng bạc luôn thì bạc nó sẽ tan ra để biến thành Ag cộng nhường 1E. Cái này thầy viết nhanh thôi, thầy viết qua chúng ta thôi.
bên cathode thì tôi sẽ phải làm bằng một cái thanh bạc tinh khiết. Bạc tinh khiết tôi cứ gọi bạc 100%. Được chưa? Thì Ag cộng bên kia nó sinh ra thì nó sẽ chuyển sang bên này để nó nhận E biến thành Ag. Và Ag nó bám vào cái điện cực bạc tinh khiết này thì tôi sẽ thu được bạc. Thì cái phương trình điện phân nó cũng vậy thôi. Phương trình điện phân là Ag cộng với Ag cộng. Thì nó biến thành Ag cộng cộng với Ag. Đúng chưa? Nhìn cái phương trình có vẻ hơi ngu học nhưng mà nó nói đến bản chất của phản ứng này. Ở đây thì em bên dưới em chủ động em về em viết lại nhé. Thầy cố gắng thầy viết nhanh để chúng ta tí nữa thầy xóa đi để các em tự viết lại. Chúng ta thừa sức thì ta viết lại rồi. Đấy là ứng dụng thứ hai là tinh chế kim loại. Nhớ cho thầy là cái tinh chế kim loại đi thi nó sẽ hỏi em là anode là bằng gì và cathode là bằng gì. Ta cứ hình dung cathode nó phải là kim loại tinh khiết. Bởi vì cái kim loại sinh ra nó sẽ bám vào cathode. Nên cathode của chúng ta phải là kim loại tinh khiết để nó không lẫn tạp chất. Mỗi vậy thôi. Và có thể nó hỏi sâu hơn, nó hỏi là nồng độ đồng hay cộng có thay đổi không, ta trả lời là không thay đổi. Bởi vì bên này nó sinh ra bao nhiêu thì bên kia nó mất đi bao nhiêu luôn. Bù trừ. Rồi chúng ta sang phần cuối cùng của bài ngày hôm nay. Đấy, ứng dụng thứ ba. Đó là mạ kim loại. Em ơi cái bài này nó rất là hay nhé. Phương pháp giải bài tập về lý thuyết thầy đã dạy thì chắc chắn là dễ hiểu rồi, nhưng cố gắng là làm nhiều bài tập để chúng ta nhớ sâu. Em ghi thầy là cuối cùng là mạ điện sắp xong rồi, mà cố gắng khoảng 5-10 phút nữa là xong thôi. Mạ điện hay là mạ kim loại đấy. Chắc chắn là chúng ta đã nghe thấy người ta bảo là cái tay nắm cửa ở nhà, ở biệt thự của nhà ông này ông kia là bằng vàng chẳng hạn, đúng không? Mạ vàng, ví dụ cái đồng hồ mấy ông hay đeo là đồng hồ mạ vàng chẳng hạn. Hoặc là thỉnh thoảng có những người người ta hay mạ vàng cho cái siêu xe ô tô của họ chẳng hạn, đúng không? Thế mạ vàng hoặc mạ điện là mạ như thế nào? Thì thực tế cái mạ điện nó cũng có bản chất gần như là tinh chế bên trên. Thì chúng ta cũng sẽ ghi cho thầy là điện phân với anode tan được. Người ta cũng sẽ điện phân với anode tan được. Được chưa? Điện phân với anode tan ra. Ví dụ người ta điện phân dịch muối của đồng, anode nó tan ra được thì đồng nó tan ra thì nó lại bám vào cái cathode. Nhưng cathode lúc này nó không cần điều chế đồng tinh khiết mà nó cần mạ đồng cho một cái thiết bị nào đó. Thì ví dụ mạ đồng cho cái xe đạp thì chúng ta lấy cái xe đạp làm cathode, được chưa? Em ghi điện phân với anode tan được chấm phẩy. Vật cần mạ làm vật cần làm mạ là cathode. Nhớ nhé, vật cần mạ lúc này lại là cathode. Bởi vì cái kim loại mang đi mạ, ví dụ mang vàng đi mạ cho cái xe đạp thì tôi sẽ để vàng bên anode. Được chưa? Còn cái vật cần mạ là cái xe đạp ấy, để bên cathode, để vàng nó sinh ra nó bám vào cái xe đạp đấy, là tôi sẽ phủ được một lớp vàng lên trên cái xe đạp. Và dĩ nhiên là điện phân dung dịch điện phân là muối của kim loại mang đi mạ mạ cho vật. Chúng ta ví dụ là chúng ta hiểu luôn. Ví dụ mạ một chiếc thìa. Được chưa? Mạ vàng cho một chiếc thìa. Mạ vàng cho một chiếc thìa. Đấy thì mạ như thế nào? Cái này đi thi nó sẽ có thể có bài tập tính toán. Và cũng chủ yếu thì lý thuyết thôi. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Thì chúng ta sẽ ghi thành hai chấm là điện phân dung dịch muối của vàng. Ví dụ AU N3 hai lần đi. Hoặc AUCl3 đi. Thôi tôi ghi điện phân AU3 cộng nhé. Điện phân dịch Au3 cộng với anode là bằng vàng. Còn cathode chính là cái chiếc thìa, là chiếc thìa. Chết rồi, thầy chưa ăn gì nên bụng thầy nó đang sôi. Chúng ta có nghe đi tiếng bụng thầy sôi. Ngày xưa có học sinh nó viết thư cho thầy cái hồi chia tay thầy kiểu học hết lớp 12. Mà thầy đọc bức thư xong mà thầy khóc luôn. Đó là nó nghe tiếng bụng thầy sôi giữa đêm. Thầy vừa dạy nên trong bụng thầy nó sôi ủng ục ủng ục. Mà có học sinh nó nghe được, thầy vì xúc động nghe được tiếng bụng thầy sôi, có nghĩa nó thương thầy mà thầy đói, thầy phải nhịn ăn, thầy phải phóng xe từ lớp họp về thầy dạy chúng ta, nhưng mà nó vẫn nghe thấy được. Đấy, học trò nó phải tinh tế như thế, chứ còn học trò ở đây toàn là gì, toàn là nhăm nhe là đi ngủ sớm thôi, được chưa? Kia những học trò nó để ý, nó quan tâm đến thầy là nghe thấy thầy sôi bụng mà chứng tỏ là thầy chưa ăn gì. Đấy, nó thương thầy.
Thế bây giờ thương thầy thì phải làm thế nào? Thì chỉ có cách là học thôi còn gì nữa. Chẳng nhẽ lại mua tôm hùm tặng thầy à? Thầy có ăn được đâu, ăn vào gút đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích là cái anode. Anode cực âm em ghi luôn thầy là bằng vàng luôn. Em ghi thầy anode cực âm em ghi thầy bằng vàng. Được chưa? Còn cathode cực dương. À, cathode cực thầy anode cực dương thì chỉ là cathode cực âm. Thì đó chính là cái chiếc thìa. Nhá. Nó chính là cái chiếc thìa. Em cứ hình dung thế này này. Em cứ hình dung nó đây là bình điện phân thế này. Nó sẽ để một cái chiếc thìa vào đây. Đây chiếc thìa thì vẽ nó cong cong, thầy thì vẽ xấu rồi. Đấy thì nó nối với cực âm của nguồn điện. Còn bên cực dương nó để hẳn một cục vàng này. Được chưa? Và dung dịch này nó phải là dung dịch muối của vàng. Đấy. Thì AU sinh ra nó sẽ bám vào cái thìa thế thôi. Nhá. Thì chúng ta hình dung bên này là anode nó tan lại vàng, nó bị oxy hóa. Biến thành vàng 3 cộng. Nhường 3E. Nhớ là anode là bằng một số kim loại như đồng, bạc, vàng, platin là có thể bị tan ra được. Sau đó vàng 3 cộng nó sẽ di chuyển sang bên cathode. Nó nhận E để nó biến thành vàng. Và vàng này nó bám vào cái thìa. Thế là xong. Đấy, nội dung kiến thức trong ngày hôm nay chúng ta có mỗi vậy thôi. Thỉnh thoảng sẽ có bài tập nó hỏi em về cái phần vấn đề này. Nhưng mà chắc là chúng ta học đến đây là xong rồi. Chúng ta sẽ có bài tập tính toán vào các buổi tiếp theo. Em ghi lại đi. Tương tự như thế nhé. Nếu bây giờ thầy cần mạ cái bình nước của thầy đi. Đây thầy giới thiệu thầy mạ một cái bình nước. Mạ vàng cái bình nước hoặc mạ bạc cái bình nước này đi. Để cầm đi cho nó oai. Thì thầy sẽ để cái bình nước là anode. Còn cái cục bạc và cục vàng ở bên. Thầy xin lỗi thầy để cái bình nước là bằng cathode. Thầy sẽ cắm điện thẳng vào cái bình nước này luôn. Được chưa? Nhúng cái bình nước này trong dung dịch muối của bạc. Sau đó bên kia tôi để một cục bạc và tôi bên kia là bên anode ấy, là làm bằng bạc. Tôi chỉ cần cắm điện một thời gian là cái bình của thầy nó sẽ phủ kín bạc lên trên đó. Hiện nay thầy thỉnh thoảng thầy có lướt TikTok ấy, vẫn thấy một số tiệm vàng người ta khoe là người ta mạ vàng, người ta điện phân bình thường. Đấy là những người ta không có học đâu nhé. Họ không học một tí gì đâu mà họ vẫn làm được đấy. Họ vẫn nhận mạ vàng cho những cái đồ mà người ta cần mạ. Có những tiệm người ta hiện nay người ta đang nhận mạ vàng và người ta còn mô tả luôn quá trình mạ vàng. Người ta có thể mạ cả cái mặt đồng hồ bằng vàng. Rất là dễ em ạ. Nhìn cái dung dịch họ mạ nó là cái dung dịch của muối của vàng, nó vàng sọng ạ. Sau đó nó để đúng như lý thuyết của mình luôn. Thầy đã nhìn thấy TikTok của một chị, thầy không nhớ nhưng mà cách đây khoảng mấy tháng là ấy, chị mạ một cái đồng hồ. Thế là chị nối cái đồng hồ đấy với một cái nguồn dương cực dương nguồn điện ấy. Thực tế cái nguồn điện của chị nó chỉ là cái ắc quy thôi. Thậm chí một số cái cối pin nó nối lại với nhau cũng được. Nó rất là đơn giản nhé. Sau là bên kia người ta để vàng thôi. Người ta cắm điện một thời gian, nối cắm điện một tí là xong. Là người ta căn đo thời gian để người ta tính toán được là mạ cái lớp mạ dày bao nhiêu. Ví dụ dày mấy micromet, đúng không? Thì cái độ dày của lớp mạ nó phụ thuộc vào thời gian mạ. Đấy, phụ thuộc vào thời gian mạ. Rồi, ok. Với này phụ thuộc cường độ dòng điện thì ai biết rồi. Đấy là toàn bộ nội dung kiến thức trong bài ngày hôm nay. Thì các bạn ghi chép vào đi.